Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu. Hôm nay ngày mùng 7 tháng 10 năm Kỷ Hợi 2019. Hiện giờ là 8 giờ 13 phút sáng giờ Việt Nam. Dân nhàn đang có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay ngày cộng tu chủ nhật, giấc nhà ngày lên giảng, có gia đình Phật tử Nguyễn Duy Linh xin cúng dường 10 triệu để hồi hướng cho hương linh Dương Thị Đê, pháp danh Diệu Thành, hương linh hưởng thọ 73 tuổi. Và hôm nay cũng có thêm một hương linh, hai tuần trước giấc nhàn có giới thiệu là bé 22 tuổi bị bệnh sida, mới mất hôm thứ sáu, hôm qua thứ bảy liệm, chiều hôm nay 2 giờ đưa hương linh lên đài hỏa táng. Có thêm mấy chiếc xe buýt để quý Phật tử nào ủng hộ hương linh này lên đài hỏa táng thì chúng ta lên để gieo duyên, để chừng mình ra đi người ta cũng đưa mình đông đông một tí. Gieo nhân gì được quả đó à? Ai trong này muốn lúc mình lâm chung nhiều người đưa mình đi đâu, giơ tay coi. Mình mà chết mà không ai đến thăm, không ai đưa đi, cái ruồi mũi nó đưa mình đi thì thôi rồi à. Người này ăn ở không có đức rồi. Những ngày đám giỗ, đám cưới, những ngày vui trong gia đình mà không ai đến xum vầy, dòng họ cũng không thấy, hàng xóm cũng không thấy, đó là do cái duyên của mình hiện thời sống bạc bẽo, không có tình người. Cho nên lúc mình ra đi nó gọi là cô quạnh. Có những người mất ở dưới hầm cầu, ở dưới gầm của cái cầu á, nằm ở dưới gầm của cái cầu mấy ngày người ta mới phát hiện được, cuốn cái chiếu rồi đào cái lỗ thả xuống đó. Lý do gì ạ? Do bình thời họ hưởng hết cái phước của con người rồi. Cái phước của nhân thừa của con người trong cõi này họ hưởng hết rồi. Hưởng cái gì? Tài là tiền họ có, họ không biết cho ai hết, một mình họ hưởng.
hàng ngày chỉ xe xua do lo cho bản thân, là sắc mong sắc đẹp cho mình đẹp để mình khoe khoang lè loẹt với những người khác. Danh vọng ăn ngủ trong ngũ dục đó, họ hưởng hết cái phước rồi. Cho nên lúc họ ra đi nhìn thấy rất là điêu tàn, khổ đau, chết không người biết đến, đi không người đưa tiễn. Vậy mà bé này không biết là ở đâu xa lạ, bị bệnh sida do chồng lây qua. Về đây cái rồi thứ năm vào, thứ năm còn gọi điện thoại được, nói thầy Nhật Thiện cho vô phòng hộ niệm. Cái thứ sáu ra đi, tuy rằng rất đau đớn nhưng mà đi cũng nhẹ nhàng. Ở trong này ai muốn ra đi nhẹ nhàng đâu, giơ tay coi. Sao nói gì cũng muốn hết trơn. Ở trong này ai còn ăn thịt để lúc ra đi on da súc sanh nó tới nó báo, còn đâu, giơ tay coi. Heo gà vịt chó lúc mình hiện thời ăn nó đó, thì rằng ăn một miếng thôi, nói vậy cho nhỏ vậy, ăn nhiều miếng chứ làm gì miếng nhiều, hay là một miếng gì đi nữa vẫn bị cái nghiệp gọi là vui theo giết. Người ta giết rồi mình ăn thì mình thấy ngon, mình vui vẻ, mình ăn được á, mình thích á, thì gọi là vui theo để giết, thì cũng phải trả quả báo. Cho nên hôm nay Mạc Nhân Giác Nhàn thay lời lão Phật gia Ấn Công Đại Sư khuyên mọi hành giả, trong này quý chư tăng chư ni thì ăn chay trường hết rồi, chỉ có các vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt ở đây cũng như đang online trực tiếp, ai chưa ăn chay trường được thì ăn chay kỳ, nhưng mà phải mua về ăn, nhưng mà phải từ từ ăn ít lần lần và giảm đến khi không còn ăn nữa luôn, chỉ ăn chay trường thôi, thì chắc chắn thọ mạng người này phải kéo dài. Đây là sự thật, chúng tôi không có lừa gạt quý vị đâu. Con người đó cũng ăn rau, ăn thực vật, cũng sống như mình, cũng chết như mình. Nhưng mà cái chết của họ lạ lắm, không có đau khổ, không bị báo oán. Cũng sống như mình mà họ sống lâu hơn mình chứ. Mình cũng ăn như họ, mà mình ăn thịt chúng sanh cũng sống như họ mà sống thọ mạng ngắn hơn, chết trước tuổi thọ. Hôm nay chúng tôi cảm kích cái cô 22 tuổi bị bệnh sida, chiều thứ 6 lên khai thị cho cổ, mới niệm 12 giờ trưa cho đến 7 giờ tối cổ chưa nhắm mắt, nhưng mà mặt mày nhìn tươi tỉnh lắm. Chúng tôi nói chú Hiền cho mẹ vô nói chuyện khai thị vài câu, nói với đứa con của mình, vuốt mắt bắt đầu cô ta nhắm. Ra cái tỉnh thất Quan Âm của mình, chúng tôi nghĩ Phật lực gia trì, người sống khỏe cũng đến tu, người bệnh sida cũng đến tu, rồi ung thư cũng đến đây tu, rồi lúc lâm chung cũng đến đây luôn, rồi mất ra đi cũng là ở tại nơi này, thì cái người này có căn lành nhân duyên sâu dày với tâm bảo nhiều đời lắm mới được cái duyên thù thắng này, chứ còn không là ra đường xe tông chết mất. Đó là cái điều mà hôm nay chúng tôi tán thán cái công đức của chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử cầu hội về pháp hội để mà tham dự cái buổi giảng của Giác Nhàn. Cũng may là lên cũng còn người, chứ nếu mà không còn ai nữa thì thôi đóng cửa ở nhà niệm Phật luôn. May là cũng còn người thích đến đây nghe văn sao Ấn Tổ. Thưa quý vị, Tổ sư Ấn Quang là người xứ Thiểm Tây ở Trung Quốc. Vì sao mà 13 vị tổ bây giờ là thành 14 vị, là ngài
lão Phật gia Hải Hiền. Vì sao 14 vị tổ này đều là người Trung Quốc? Còn vị tổ thứ 15 nữa, lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không, xứng đáng vô được xếp vào hàng tổ thứ 15. Trước khi ngài Hải Hiền đi thì có một vị tu mật tông ở bên Úc á, ngài thuộc một cái vị tu mật tông cũng là khá đắc lực. Bữa đó cái lễ bà Hàng quán trưởng á, của bà Hàng quán trưởng quá đông, ông in cái tờ giấy tặng người cái giỏ sách vải, để trong cái giỏ sách đó là cái tờ giấy lão Hòa Thượng Tịnh Không là tổ thứ 14. Mà vị này không phải thân thiện với Hòa Thượng Tịnh Không lắm, để lấy lòng học tăng bốc cùng tông môn mình đâu. Ngài tu mật tông mà. Sau Hòa Thượng thấy ngài bắt thu lại hết, ngài không bằng lòng cái chuyện này, nhưng mà vị đó đi mất tiêu à. Cái vị mà phát cái giỏ đi mất tiêu. Cái công sức của Hòa Thượng Tịnh Không hoàn truyền pháp môn Tịnh Độ, ngài có công với pháp môn Tịnh Độ trên toàn thế giới rất lớn. Giờ bên châu Âu, bên Pháp, bên Đức, thỉnh ngày qua tam thời hệ niệm, ngày giảng bên đó và những cái nơi đó, những cái vị quan chức lớn sùng kính ngài, coi ngài như Phật sống. Vì vậy ngài mà biết ngày giờ vãng sanh thì chắc chắn là tổ thứ 15. Mà ngài biết ngày giờ thì đối với ngài quá dễ. Hạ hạ phẩm vãng sanh đối với ngài thì quá dễ rồi. Chỉ cần phục được kiến tư phiền não là niệm Phật thành phiến thì hạ hạ phẩm vãng sanh là có phần. Riêng ngài thì kiến tư phiền não là ngài phục và có thể thật báo trang nghiêm, hoặc là phương tiện hiểu dư, hoặc giả là thường tịnh quang, chứ phàm thánh đồng cư độ đối với ngài là quá đơn giản. Nhưng mà đối với chúng ta là không phải dễ. Vì sao 14 vị tổ Hòa Thượng Tịnh Không cũng là người Trung Quốc? Vì đất nước Trung Quốc cái số lượng dân người quá đông, cho nên các ngài thị hiện vào độ cái số đông đó. Mỗi lần các ngài thị hiện là vào một cái nơi gọi là sanh phùng Trung Quốc. Cái nơi đó là dân trí thức và cái dân số lượng họ đông. Họ đến 1.2 tỷ người, 1.2 tỷ. Mình có 90 triệu, chưa được 100 triệu, chưa tới 200 triệu thì chưa bằng cái lẻ của dân Trung Quốc. Tuy nhiên các ngài là Bồ Tát hết, cho nên thành ra người Việt Nam mình dịch ra. Như ông Như Hòa đó, ông dịch những cái bộ sách của Hòa Thượng cũng như là bộ Văn Sao. Ông nguyện ông chỉ dịch những sách của các vị chuyên tu và các vị tổ Tịnh Độ, cho nên ông Như Hòa này công đức ông thù thắng. Nếu không có ổng dịch thì làm sao mình biết được cái bộ Văn Sao có ấn tổ, làm sao mà truyền vào trong Việt Nam mình có được cái bộ Văn Sao có ấn tổ. Chánh biên, tục biên, tam biên làm sao mà xuất hiện trong đất nước Việt Nam mình được. Cho nên cái ông này cũng có công đức sâu dày. Bây giờ liên hữu đồng tu, các vị xuất gia cũng như tại gia ra công để truyền bá cái bộ Văn Sao này. Cái sức ảnh hưởng của cái bộ Văn Sao này phải 10.000 năm, 9.000 năm mặt pháp còn lại vẫn còn sức ảnh hưởng. Vì vậy cho nên ngài Liên Anh á, là một vị đại pháp sư mà trong cái thời Ấn Tổ thì ngài rất giỏi, có tiếng. Và cái cuốn sách Tinh Hoa Lục mà chúng tôi in ra đó, ngài có viết cái lời giới thiệu, ngài rất là khiêm tốn. Và ngài viết cái lời giới thiệu đó đó quý vị, ngài mới nói là Tổ sư Ấn Quang á, là một vị mà không bàn những cái diệu lý cao siêu, nói những điều rất bình thường,
nhưng mà nó thể hiện trọn vẹn được lý tánh. Có những vị nói rất cao siêu, rất hiền diệu, nhưng mà các vị đó làm được chứ những người khác làm không được. Nói về lý tánh, nhưng mà riêng Ấn Tổ, Ngài nói những cái điều rất là bình thường, nhưng mà Ngài lột trần ra được những cái sự tướng của nhân quả và lý tánh của nhân quả. Và Ngài nói được cái thể tánh của con người là tánh đức có sẵn bằng với Phật, không hai không khác. Nhưng mà do trái giác hiệp trần, hợp với trần lao phiền não, cho nên khởi hoặc tạo nghiệp thọ quả báo. Làm người cũng là thọ quả báo đây. Chỉ có cái thể tánh chân thật là tánh đức đó, nó phát ra được cái diệu dụng toàn nơi thể tánh đó, là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đó là được lục thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tông, túc mạng, thần túc thông và lậu tận thông, đầy đủ hết phước báu và trí tuệ. Thể tánh mình có khả năng được như vậy, nhưng mà do mình bị mê nhiễm mất à, mình mất hết những khả năng đó. Cho nên Ngài Viên Anh mới nói rằng Ngài Hoàng Nhất Đại Sư, trong văn sao Ấn Tổ có tán thán Ngài Hoàng Nhất, toàn là các vị Bồ Tát tán thán lẫn nhau, còn mình thì gì, chê bai lẫn nhau. Cái tội chê bai, nói xấu người khác, chù dập người khác, nghĩ xấu người khác, tội người này lớn lắm. Và toàn thể thân tâm máu huyết của họ nó nhiễm độc thành bệnh nhanh lắm. Tán thán, khen tặng, cung kính, thành kính, thì toàn thân tâm của mình nó được cái công đức bất khả tư nghì. Và thân của mình, máu của mình mỹ lệ, tốt, phát quang. Ngài Viên Anh nói Ngài Hoàng Nhất tán thán Ấn Tổ, quý vị, là một vị mà 300 năm lại đây, từ 300 năm lại đây, Ấn Tổ là một người duy nhất trong 300 năm lại đây. Người duy nhất tức là có một không hai. Ngài Viên Anh giới thiệu Ngài Hoàng Nhất tán thán cái điều này không sai. Ấn Tổ là Đại Thế Chí Bồ Tát Quá Thân, cho nên nhiều vị Bồ Tát khác phải tán thán Ngài. Hòa Thượng Tịnh Không nói trong 13 vị Tổ, Ấn Tổ là một vị hàm dưỡng lâu, 59 năm, 21 tuổi đi xuất gia, cho đến 80 tuổi, đúng bằng tuổi với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. 59 năm hàm dưỡng mà luôn luôn khiêm tốn. Lão Tăng này 20 năm niệm Phật, miệng niệm Phật mà tâm chưa nhiễm đạo, miệng niệm Phật mà tâm vướng trần cảnh. Ngài đã 20 năm Ngài niệm Phật là phải vô tâm bụi rồi, là Ngài trụ nơi thường tịch quang rồi, thế mà vẫn khiêm tốn như thế. Đây là một cuộc đời của Ngài thể hiện trong bộ văn sao. Nếu ai chịu đọc vào trong văn sao thì tất cả những khúc mắc đều được tháo gỡ. Hành vào trong văn sao, tuy mình ở cõi Ta Bà nhưng mà là người khách lâu ngày ở Tây Phương Cực Lạc rồi. Ngài nói với cái vị cư sĩ đó, tôi không có lừa gạt bà đâu, nếu bà không chê cái bộ văn sao tôi thì cuộc đời của bà tất cả khúc mắc đều được tháo gỡ hết. Từ cái chuyện gia đình, cuộc sống, bệnh hoạn, tu hành, vân vân, tất tần tật trong cái bộ sách này là từ điển bách khoa, toàn tập Phật học, pháp môn tịnh độ. Nếu bà không chê thì cái bộ này giúp cho bà vãng sanh thừa, thừa cái điều kiện giúp cho bà vãng sanh. Bà tin tôi đi, nếu mà bà hành đúng trong văn sao, tuy rằng bà còn thọ mạng ở cõi Ta Bà, nhưng bà là người khách lâu ngày ở cõi liên bang rồi. Khi về viên bang thì sao? Thọ dụng ngang bằng với Phật. Thọ dụng cái gì ngang bằng với Phật? Tuổi thọ bằng với Phật A-di-đà, do Đức Phật A-di-đà phát nguyện. Còn ở đây bao nhiêu? 100 năm, 36,000 ngày là mấy? Khi chết rồi thì thấy mình đọa đi đâu? Giờ chưa thấy. Vô cảnh súc sanh rồi mới thấy nó. Người về tới Tây Phương Cực Lạc, tuy rằng phàm thánh đồng cư độ,
hạ hạ phẩm vãng sanh, nhưng thọ dụng ngang với Phật vẫy vùng nơi ao báu. Dùng thần lực để đi thôi chứ không còn lệ thuộc một cái gì nữa hết. Còn ở đây là hoàn toàn mình lệ thuộc, vô bụng mẹ cũng lệ thuộc. Họ thích thì họ để, không thích họ phá thai, họ giết mình như chơi. Lớn lên đi xe, ông tài xế đó, ông lúc ông đơ, ông đi ông giật kinh phong, hoặc giả là thần kinh ông tê liệt, hoặc là ông bị cái gì, cái là gì, tay lái không làm chủ được, xuống hố ngay. Cái xe nó trục trặc cái gì trong đó một chút là đứng lại, một xe sau ở trước là nó ủi tới. Hoàn toàn là bị động và giao hết toàn thân tâm mình cho những cái nguy hiểm. Cho nên nước quốc độ này quốc độ nguy thí, tức là không an ổn. Lắng nghe lão Phật gia Ấn Công đại sư khai thị nha. Ở trong nhà cứ mở văn sao ra, đi qua đi lại nghe vài câu, tự nhiên nó lọt vô trong đó, nó nằm ở trong đó. Ngài nói thì sao? Cõi người và cõi trời không phải là chỗ chúng ta ở. Chỗ chúng ta ở là chỗ nào? Là thường tịch quang, là thật báo trang nghiêm. Ngài nói như vậy là Ngài đang ở trong đó rồi. Ngài thấy thường tịch quang cái cõi như thế nào? Ở Tây Phương Cực Lạc, thường tịch quang là cái cảnh giới mà Bồ Tát Bổ Sứ chuẩn bị thành Phật, bất khả tư nghị, dùng thần lực thần thông để đi hóa độ chúng sanh, như Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí. Thật báo trang nghiêm, Ngài lên xuống hai cõi, bốn cõi, chín phẩm. Ngài nhìn Ngài thấy so với cõi ta bà này giống như con dồi đang ở trong hầm phân. Nó lúc nhúc trong đó, nhưng mà con dồi nó không thấy hầm phân là nhơ nhớp, nó thấy là cái chỗ để nó sống. Nhưng các vị trụ trên thường tịch quang như Ấn Tổ thấy chúng ta quá thương tâm, cho nên Ngài mới thốt lên một lời: cõi trời, cõi người không phải là chỗ chúng ta ở, chỉ là quán trọ trăm năm thôi bạn ơi. Không biết quý vị nghe đến đây quý vị có cảm xúc làm sao? Dẫu cho bạn sanh ra đây chỉ là quán trọ trăm năm. Trăm năm là giỏi biết tích lũy thọ mạng đó. Chứ còn không thôi có 22 tuổi như con bé này à. Bé này có 22 tuổi. Phạm Thị Lý, pháp danh Liên Phương. Nếu mà bé này sanh ra trong nhà Phật giáo, biết ăn chay, cha mẹ nuôi dưỡng đàng hoàng, nếu mà thọ mạng 22 tuổi á, có thể kéo dài đến 42, đến 62, đến 100 không chừng, nếu biết ăn chay niệm Phật. Sự thật là vậy. Hôm nay ở trong này có ai biết mình sống bao nhiêu năm nữa không? Cười cười là biết không biết rồi. Dân nhà cũng thế thôi, đâu biết sống bao nhiêu năm nữa đâu. Cho nên Ấn Tổ mới nói là gì? Người niệm Phật thấy hôm nay là ngày cuối, mình chuẩn bị chết rồi. Chính những người mà thấy mình chuẩn bị chết rồi đó đó, thì những người này sẽ sống một đời sống tinh anh. Tinh là tinh khiết, tinh là thanh tịnh, anh là tinh khiết thanh tịnh, gọi là tinh anh. Người này sống không nhiễm trần nhiều, họ sống niệm niệm vì người, niệm niệm vì vật, lợi người lợi vật, không có niệm niệm vì mình hại người hại vật nữa. Thì người này chắc chắn phước thọ họ phải dài, và thọ mạng họ phải kéo dài. Phước báu họ là gì? Nhiều đời con cháu hưởng không hết. Lão Phật gia Ấn Công đại sư Ngài khai thị cái câu này, lắng nghe nha. Người niệm Phật, niềm vui của người niệm Phật chỉ có người niệm Phật biết mà thôi. Người có niềm vui đám cưới chỉ có người sắp đám cưới biết mà thôi. Đúng không? Giám nhà không biết chuyện đó rồi đó. Hiểu chỗ này không? Cái niềm vui đó là ở trong tâm của mình. Người uống nước nóng lạnh, dẫu cho nói cái trạng thái nóng lạnh như thế nào nữa, đi nữa thì người khác chỉ nghe thôi, không thể nào biết được, không thể nào cảm thọ, cảm nhận được cái cảm giác này. Quý vị biết cái người mà niệm Phật, cái niềm vui của họ an trụ trong câu Phật hiệu. Mà trong câu Phật hiệu, trong danh hiệu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, trong cái thần chú Đại Bi,
điều chứa cái công đức vô lượng an lạc, vô lượng hoan hỷ trong đó. Ở trong này ai muốn rằng lúc nào mình cũng an lạc hoan hỷ đâu, giơ tay lên coi. Trời, sao nói gì cũng muốn hết trơn vậy ta? Thì phải làm sao? Nghĩ điều Phật nghĩ, nói điều Phật nói, làm điều Phật làm. Nghĩ điều Phật nghĩ, lợi người lợi vật. Nếu không có khả năng tiền bạc, khả năng mình giúp được bao nhiêu giúp, không bỏ qua cái việc thiện nhỏ. Rồi gì? Giữ câu Phật hiệu chắc như trồng con mắt, như sinh mạng của mình. Giữ câu Phật hiệu cho kỹ. Đi đứng nằm ngồi bốn chữ A-di-đà-phật. Sáng nay mới nghe Ngài trả lời lá thư, Ngài nói lão tăng này hàng ngày trì ít nhất 50 biến đại bi, nhiều nhất 75 biến. Kêu thầy tánh cái in ra, chút nữa thầy Nhuận Minh đọc cho quý vị nghe. Có những lúc 25 biến cũng có. Ngoài thời gian trì đại bi niệm Phật, công khóa sáng tối, dầu cho nhất tâm bất loạn cũng phải giữ hai công khóa sáng tối để hồi hướng phát nguyện vãng sanh. Và niệm câu Phật hiệu, và thường niệm câu Phật hiệu trong tâm bốn chữ A-di-đà-phật. Gặp hoạn nạn niệm Nam Mô Quán Tham Bồ Tát, ra tiếng niệm trong tâm Quán Tham Bồ Tát. Sao Ngài nhắc đi nhắc lại cái chuyện này ta? Lý do gì vậy ta? Bởi vì con người khi niệm Phật thì họ gì? Nghĩ điều Phật nghĩ. Lạ lắm, cái người niệm Phật một thời gian toàn là họ chỉ muốn làm lợi người lợi vật, lợi mình hại vật quên mất. Lợi để hưởng thụ á nghe, chứ còn lợi mà để mà tịnh tu, họ phải dành thời gian để làm lợi về cái việc tịnh tu rồi, hàm dưỡng rồi. Nhưng mà lợi mình hại vật, mất cái tâm này. Và cái niềm vui của họ khi mà ban tặng cho người khác một điều gì đó, cái niềm vui đó không thể ai mà có thể mà đo lường sánh được với cái niềm vui họ cho cái người đó, dầu cho một cái viên kẹo. Còn cái người mà không niệm Phật, họ nhận là họ vui quá chừng luôn á. Mà kêu để cho thì họ không có tâm này. Lý do gì? Lý do gì? Lắng nghe. Cái người mà không niệm Phật thì cái tư hoặc, tư hoặc là một loại phiền não thuộc về lý. Nó là một năm cái loại độn sử: tham sân si mạn nghi. Năm cái độn sử này, sử là sai khiến, và năm cái loại này nó sai khiến con người thích hưởng thụ lợi mình hại người hại vật. Thì năm cái ngũ độn sử, năm cái độn sử này, tham sân si mạn nghi á, là nó dắt con người, nó khiến con người, sử là sai khiến, nó khiến con người phải làm theo mệnh lệnh của nó. Mà mệnh lệnh của năm độn sử này là chỉ có lợi mình hại người hại vật thôi. Hiểu hiểu chỗ này không? Hiểu không? Khi người niệm Phật khúc phục được nó, khắc phục được nó, hàng phục được nó, phục được nó, tức là nó vẫn còn yên nguyên đó. Nhưng mà khi phục được nó rồi á, thì câu Phật hiệu này phải thành phiến mới phục được nó. Trong tâm luôn luôn câu Phật hiệu A-di-đà Phật đề khởi, không gián đoạn. Phải bao lâu? 7 đến 10 năm bắt đầu phục được nó. Tín nguyện đầy đủ và niệm Phật thành phiến, phục được ngũ độn sử và ngũ lợi sử. Ngũ lợi sử đó là năm kiết sử: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Nếu đoạn được năm cái ngũ thân kiến này đó, ngũ lợi sử này đó, là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, mà khi mà đoạn dứt được luôn thì người này chứng sơ quả bên tiểu thừa. Cái này trong văn sao Ngài nói. Bên đại thừa là vô sơ tính đó, mà vẫn còn phải sanh lên trời 7 lần, sanh xuống người 7 lần, mà họ chủ động sanh, chứ không phải như chúng ta bị động mà bị đọa lạc vô trong bụng mẹ, loài heo, loài chó,
loài súc sanh, loài ngạ quỷ nữa. Cái đó mình bị động, mình bị nghiệp lực lôi rồi. Còn họ vô dòng thánh sơ quả là họ trừ được năm kiến hoặc này thì họ đã làm chủ được cái chuyện sanh tử, mà với điều kiện là phải sanh lên trời 7 lần, sanh dưới nhân gian 7 lần. Nhưng mà họ không có bị thối đọa nữa, họ đã dứt trừ được cái năm cái lợi sử này rồi, năm cái kiến hoặc này rồi. Mà họ hàng phục, họ dứt luôn được tham sân si mạn nghi, năm cái tư hoặc này đó, họ chứng A-la-hán bên tiểu thừa. Còn bên đại thừa là họ vào thấp tính. Cái này hơi khó hiểu cảnh giới của các vị Bồ Tát à, thánh à. Nhưng mà khi A-la-hán mà khi mà dứt trừ được năm kiến sử, năm tư hoặc và năm kiến hoặc á, thì họ còn cái trần sa hoặc. Trần sa hoặc, cái này hơi cao một chút, cố gắng lắng nghe. Còn cái trần sa hoặc này nghĩa là lậu hoặc của họ hết rồi, kiến hoặc tư hoặc của họ hết rồi. Nhưng mà họ thấy phiền hoặc phiền não của chúng sanh sâu dày quá, cho nên họ phải bèn vội nhập niết bàn liền. Họ không dám xuất đầu lộ diện để độ sanh. Cho nên Đức Phật nói về bên kinh Nikaya Nguyên Thủy thì các vị nghe được, chứ mà vào kinh Pháp Hoa Đại Thừa thì các vị chứng A-la-hán phải thối lui. 500 A-la-hán nghe không nổi, không cách nào mà dám độ sanh. Bởi vì phải phiền não chúng sanh nó dày đặc, mình đoạn cho mình còn quá khó đi, huống chi mình bất giúp cho chúng sanh để mà thành Phật. Các vị bèn nhập A-la-hán, A-la-hán đều bèn thối lui và nhập diệt 500 vị luôn. Kinh khủng không? Cho nên cái con đường này du khê lắm. Chúng ta đi giống như là gì, người biết bơi mà bơi giữa biển cả, một ngày được bao nhiêu dặm, lâu lắm. Còn người mà nương theo nguyện lực của Phật tu pháp môn tịnh độ thì ngồi trên thuyền mà căng buồm thuận gió thì người này đi nhanh lắm, không cần sanh lên trời 7 lần, sanh xuống nhân gian 7 lần vào sơ quả. Mà gì? Mà họ phục được kiến tư hoặc, họ về tới Tây Phương Cực Lạc ngang bằng với A-la-hán, là A-la-hán rồi. Bởi vì họ về bên Tây Phương Cực Lạc còn kiến hoặc tư hoặc, nhưng mà không có tác dụng nữa. Có cũng như không. Ước cái người mà về Tây Phương Cực Lạc có mang nghiệp về, nhưng có cũng như không. Bởi vì kiến hoặc và tư hoặc này nó nằm im đó, từ từ nó đoạn diệt, chứ nó không có khởi lên, khởi hoặc tạo nghiệp. Bởi vì cái hoặc đó là phiền não, là nhân ác, nhưng nó không có cái duyên ác, cho nên nó không có sanh ra quả ác. Ở bên Tây Phương Cực Lạc là người được cái ưu thế này. Còn kiến hoặc tư hoặc, nhưng mà gì? Do cái duyên hàng ngày gặp Phật, nghe Pháp, họ ở trên đó họ không có khởi ác, cho nên họ an lành, không bị đọa lạc. Cho nên đi con đường này giống như là thuận buồm ngồi lên thuyền, gió theo chiều hướng thuận thổi chiếc thuyền đi thì rất là nhanh. Còn mình bơi một ngày không được bao nhiêu mét hết trơn, uống nước cái chừng chết nữa, phải không? Để tu mà gọi rằng là dứt được kiến hoặc, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Riêng cái thân kiến này là nhìn thấy cái thân của mình mà thấy không phải thân của mình là chuyện không phải dễ rồi, khó vô cùng. Thân kiến là nó, cái kiến là cái sự nhìn sai lệch, sai lầm về sự của phiền não. Cái này thì dễ đoạn hơn, nhưng mà đoạn phàm phu chúng ta không phải dễ gì đoạn, một đời này không thể dễ gì đoạn. Cho nên Ấn Tổ nói dầu cho bạn minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Sáng nay ngày mới nói nè, minh tâm kiến tánh là người tu thiền, kiến tánh thành Phật. Mà thành Phật đó là lý tức Phật, tương tự tức Phật, chứ chưa phải là cứu cánh tức Phật đâu. Mà chưa phải là cứu cánh tức Phật thì bạn vẫn là phàm phu, bởi vì mới là ngộ tâm ngộ tánh. Và vì minh tâm kiến tánh thành Phật, chưa trừ được, dứt sạch được kiến hoặc, cho nên bạn vẫn là ở ngoài cửa, vẫn chưa là sơ quả, vẫn chưa phải là thánh, bạn vẫn là phàm phu, vẫn là sanh tử luân hồi. Cho nên ngài Lý Bỉnh Nam tu thiền siêu xuất, ngài Lý Bỉnh Nam cũng là một bậc phải nói là cừ khôi. Nghe Ấn Tổ bế quan bao nhiêu năm, tới đây mình trình kiến giải tu thiền. Khi tới rồi Ấn Tổ la ngài Lý Bỉnh Nam. Khi mà la ngài Lý Bỉnh Nam, ngài có căn lành, ngài ngộ ra liền. Ông giàu minh tâm kiến tánh thành Phật, ông chỉ có đạt được lý tức Phật, tương tự chức Phật, tức Phật thôi. Ông vẫn chưa vô dòng thánh, ông vẫn chưa đoạn được kiến tư phiền não đâu.
kiến hoặc ông đoạn chưa được thì ông vẫn là kẻ phàm phu, ông vẫn là phải sanh tử luân hồi. Ông so với cái người niệm Phật, họ không còn đoạn kiến tư, họ chỉ phục được kiến tư. Một đời này họ về Tây Phương Cực Lạc, họ bằng với A-la-hán, họ bằng với thất tính bên Đại Thừa, thì ông làm sao mà ông bị kịp? Bây giờ ông minh tâm kiến tánh chưa? Ai ấn chứng cho ông? La cho một trận xong gì? Gục mặt xuống niệm Phật, vậy mà có thành tựu. Ôm cái bộ văn sao suốt cuộc đời, đến nỗi Hòa Thượng Tịnh Không đến đó học 5 năm rồi, ngày kêu ngày giới thiệu một vị thầy khác đưa bộ văn sao cho Hòa Thượng. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi thâm thúy lắm. Nhiều lúc quý vị thấy bình thường cái bộ văn sao, thấy ấn tổ bình thường nói cũng như những sách tịnh độ khác, những người tự viết lên không có sở chứng, quý vị thấy bình thường. Thì khi quý vị nghe chúng tôi, quý vị thấy cũng bình thường. Nhưng mà khi mà quý vị thấy ấn tổ không phải là người bình thường, là Bồ Tát Tái Lai, bộ văn sao không phải là bình thường, thì khi chúng tôi nói quý vị nghe là quý vị có cảm xúc thấy phi thường, phi thường lắm. Ngài Lý Bỉnh Nam là một tay cừ khôi tu thiền, mà phải nói là minh tâm kiến tánh thì không biết sao, chứ mà bờ mé minh tâm kiến tánh là cũng có thể có. Chụp ẩn chụp hiện, trăng rằm đêm 30 xuất hiện có đó. Mới dám gặp ông tổ và trình kiến giải, ngài la một trận liền. Ông ngộ minh tâm kiến tánh, đó là lý tức Phật. Tất cả chúng sanh là Phật tánh bằng nhau với chư Phật. Nhưng mà ông không có tu đức, mà cái tu đức, tu pháp môn tịnh độ, lấy danh hiệu Quan Âm Bồ Tát làm chánh, lấy danh hiệu Phật A Di Đà làm chánh hạnh, danh hiệu Quan Tham Bồ Tát, thần chú Đại Bi làm trợ hạnh, thì cái tu đức này nó hiển lộ tánh đức nhanh lắm. Làm gì mà tuổi thọ mình bằng với Đức Phật A Di Đà, mình tu pháp môn có được quý vị, pháp môn khác mà có được quý vị? Không thể nào có được. Chỉ có về Tây Phương Cực Lạc thì thọ mạng mới bằng Đức Phật A Di Đà. Và thọ mạng ở đây bao nhiêu, người ta sống bao nhiêu, quý vị sống bằng hoặc hơn. 60 năm của cuộc đời quy định là 6 đến 70 năm là người đời là hết thọ mạng, đúng không? Thọ mạng con người ở đây là 6 đến 70 năm, đúng không? Mình phải sống hơn. Cái người tu tịnh độ ăn chay giữ giới tinh nghiêm, họ phải sống hơn, chắc chắn là như vậy. Họ là khác con người trong thế gian này lắm, cũng là mang thân người nhưng mà họ khác lắm. Bây giờ mình ngồi lại mình xem thử coi, mình là từ người lên làm người, hay từ xuất sanh lên làm người, hay từ cõi trời xuống làm người? Cái người mà từ cõi trời xuống làm người là ở đây chắc không thấy đâu, ở đây hiếm. Họ quen cái hưởng phước ở cõi trời rồi, xuống cõi này họ còn phước, không có ngồi trong đây đâu. Nhìn họ đẹp như tiên sa, thấy họ cái là đờ đờ vậy chứ không nói. Nó còn cái dư báo của cái cõi trời nó đẹp kinh hồn khiếp vía, mắt nhìn ấy, cái gì đó, môi thì son rồi càm chẻ rồi mi phụng đồ nhìn thôi. Mấy anh thanh niên anh mê chết anh đi hết nổi. Không thiệt. Mình thấy nhìn kỹ kỹ trời xuống làm người chắc ở trái đông không có đâu. Nhìn không có. Ông bà gì trong đây cũng không có hết trơn. Người làm người thì có khả năng, súc sanh làm người thì có. Địa ngục ngạ quỷ có khi thăng tiến lên làm người, như bà Thanh Đề phải chuyển một cái từ địa ngục lên cõi trời luôn, phước báu nó thay đổi rất là lạ kỳ. Mình biết mình là cõi gì vô để làm người này không? Chỉ có các vị chứng túc mạng thông biết được thọ mạng đời trước của mình, cuộc sống của mình đời trước của mình là gì, thì các vị chứng được túc mạng thông A-la-hán họ biết được. Cho nên cái người mà từ người để làm người, mà đời trước họ có duyên với tịnh độ đó, thì đời này họ gặp pháp môn tịnh độ, người ta nói cho họ nghe là họ thích liền, họ hoan hỷ liền. Còn cái người mà từ súc sanh lên làm người, đời trước họ là súc sanh, nhiều đời nhiều điều, nhiều đời nói tiếp là họ là súc sanh, không nghe được chánh pháp, và dẫu cho nghe đi nữa họ cũng gì, súc sanh nó có biết gì đâu ta, nó biết nhưng mà điều gì, nó không có thể phân biệt, nó hiểu để nó hành theo được, cái phước nghiệp nó quá kém đi. Thì gì? Thì sanh ra đời này làm người, người ta nói pháp môn tịnh độ, ngơ ngơ như con bò nó đội nón vậy đó.
đời trước làm bò làm heo cho nên đời này nó cứ ngơ ngơ vậy đó, chịu nổi không? Thì tính ra quá rõ rồi, cả một cái quyển Đức Trọng mình thấy khắp nơi các nơi luôn. Đời trước họ là làm người luôn chứ không phải làm loài súc sanh nữa, nhưng mà không có duyên với Phật pháp. Đời này tới họ nghe, trời buồn ngủ chết đi, ông nói cái gì về Tây Phương Cực Lạc, nói gì con người có Phật tánh bằng với Phật, tu thành Phật. Trời, người ta bây giờ công nghệ thông tin, người ta đi làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, xây nhà xây cửa, cưới vợ giả chồng cho con cái đó chứ, chết rồi còn gì nữa đâu, đâu có thấy gì nữa đâu. Thì Ấn Tổ nói sao, lắng nghe nè: sống như thay đi thịt chạy, chết thân này giống như cỏ cây mục nát, đất nó mục nát như cỏ cây, cỏ cây mục nát giống thành đất, thân người cũng thành đất, còn lại tâm thức nghiệp thức phải đọa lạc, kẻ này là kẻ đáng thương quá chừng, quá chừng đáng thương. Sống chỉ biết trai gái ăn uống hưởng thụ, lo cho mình hại người hại vật, sống đây là mang thân thay đi thịt chạy, chết cùng cỏ cây mục nát thành đất, tâm thức này phải đọa lạc chứ không phải hết hẳn đâu. Nghe thấm thía không? Thấm không? Bây giờ cái đời trước mình làm gì mình không biết rồi đó, mà chắc chắn là đời trước mình cũng có gì. Loài người là phải giữ năm giới rồi đó, năm giới mười thiện là phải từ bảy điểm trở lên rồi đó, không sát sanh trộm cắp tà dâm nói láo uống rượu là phải giữ trọn vẹn rồi đó. Mười thiện là từ bảy điểm trở lên á thì mới còn được cái nhân làm người. Nhưng mà cái nhân của con người á, do họ duyên với cái nhân ái nhiễm, giữ được năm giới mười thiện từ 70% trở lên thì họ được làm người. Mà trong con người này nó có cái chánh nhân, gọi là chánh nhân Phật tánh. Chỗ này hơi sâu một chút, lắng nghe nghe. Cái chánh nhân Phật tánh đây là tánh đức, bên nhà thiền gọi rằng là gì? Bản lai diện mục. Và mình đây, cái Phật tánh này bằng với Phật, không hai không khác. Nhưng mình do duyên, do cái duyên nhân á, là nó duyên với lại cái nhân á, ái nhiễm, cho nên mình phải sanh vào trong cái cõi ta bà này. Nếu mà nó duyên với câu Phật hiệu á, mà chánh nhân Phật tánh này mà duyên với câu Phật hiệu á, thì vào trong liên thai chứ không phải vào trong cái thai bào cha mẹ nữa. Bây giờ ai muốn vào trong liên thai đâu, giơ tay coi. Liên thai sướng đó, mình còn thục thò nữa. Mỗi lần giơ tay là phát nguyện á nghe. Liên thai đó là cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà hóa thành hoa sen. Hoa sen này tương ứng với cái tâm thức của mình là phục được phiền não. Câu niệm Phật chiếm ưu thế, tích lũy thiện căn phước đức. Phước đức đó là hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính sư trưởng, từ tâm không giết là 10 điều thiện. Phước của nhân thiên thừa này phải tích lũy. Quy y Tam Bảo, thọ trì cấm giới, không phạm oai nghi. Đó là cái phước của Thanh Văn Thừa. Cái phước của Bồ Tát của Đại Thừa đó là gì? Tinh sâu nhân quả, phát Bồ Đề Tâm, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả, niệm Phật vãng sanh. Thì họ tích lũy được tịnh nghiệp tam phước này từ 50% đến 70% trở lên. Tín nguyện họ đầy đủ và câu Phật hiệu đã thành phiến, phục được phiền não. Nghiệp phiền não, nghiệp cũ không giấy khởi, làm chủ được. Thì lúc họ ra đi, liên thai nở ra đón chào bạn, thân cũng cùng như cỏ cây mục nát, tứ đại trả về cho tứ đại. Nhưng tâm thức của người này đã vào trong liên thai, hóa sanh trong hoa sen. Phật dùng thần lực nhiếp thọ đem về ở bên đó, hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. Toàn thể các hàng Bồ Tát Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền là bạn lữ. Muốn vậy không? Còn bạn bè chồng con ở dưới này sao mà nó kỳ quá. Nó thấy mình tốt tốt cái bắt đầu lợi dụng. Bạn lợi dụng bạn. Còn 10 cái lợi sử và độn sử thì không đơn giản nó đâu. Thả câu Phật hiệu không quay lại với giác tánh thì nó phải sai khiến thôi, không có nói gì hết trơn. Trời ơi, hôm bữa có cái cô đó, cô gọi điện, cô nói: thưa thầy,
nhờ con nghe pháp của thầy chung thôi, chắc con nghĩ bậy, con tự tử, con chết rồi. Hỏi sao vậy? Ông chồng con là bác sĩ, nhìn tướng tá ngon lành, con nghĩ là chắc ông thương vợ thương con lắm, con mừng quá. Cuối cùng không ngờ giao chứng cho ác. Hỏi sao vậy? Con cưới ổng, cưới con về xong rồi bước đầu ổng lo, bây giờ ổng theo vợ bé, ổng dắt vợ bé về, con nói ổng đá con học máu luôn thầy. Trò dữ vậy hả cô? Xong con nghe thầy giảng nói chồng có theo vợ bé thì vợ bé mình niệm Phật vãng sanh là được rồi. Con nghe vậy con vui quá, thôi con không có ly dị, con im lặng, con không nói chuyện, con không dám cãi cọ, con không dám gây khó dễ, con nói này nói nọ ổng nữa, ổng đá con học máu luôn á thầy. Trời ơi, tội nghiệp quá chừng. Sao mà mình cưới con người ta rồi ấy, mình đáng lẽ để cho cha mẹ họ nuôi, chứ mình lấy cái phần cha mẹ họ nuôi đem về mình nuôi, mình nuôi không được còn mình quấn con người ta nữa, mình làm gì mà ác ôn. Nếu mình nuôi không được, mình không hợp thì mình trả về cho mẹ con người ta đi. Không, mấy ông này cả chớ. Thầy nói vậy thôi chứ không nói ai hết trơn á, ai có ráng nghe ráng chịu. Làm gì mà kỳ cục. Bước đầu trời ơi, nói ngon nói ngọt, em là nhất trần gian, về với anh lo cho trọn đời sanh hai đứa con. Toàn là gì? Nằm trong kiến từ hoặc không, nằm trong tham sân si không, mạn nghi không, nằm trong thân kiến biên kiến tà kiến không. Dụ dỗ con người ta về xong rồi đá cho nó học máu đi. Thiệt mấy ông này, tội mấy ông này lớn lắm. Thì nó tính tới tính lui, thầy an ổn, thầy kêu lớp trước chắc cô cũng lầm chồng đá ổng, ổng lầm vợ đá ổng học máu, vợ ổng đá lại quê vốn. An ủi bởi vậy thôi. Trăm bến nước trong nhờ đục chịu, do cái bến của mình đục quá cho nên gặp ổng á, nước của mình đục cho nên nó vô cái bến đục á. Cha mẹ không dạy con, mẹ không ở nhà học lời thánh hiền, thay chồng dạy con để trở thành thánh thành hiền, thành người tốt hiền thiện. Thì khi mà nếu mà người con gái này là hiền thiện thì làm sao gặp được ông này? Không có lý gì gặp được. Ngu tầm ngu, mã tầm mã chứ, râu nào sâu đó chứ. Do cô cũng là gì, nghiệp chướng sâu dày, chồng vợ là duyên nợ đó. Cái duyên nợ đời này quá xấu ác đi, đời trước xấu ác, đời này cũng xấu ác, phải trả. Vui vẻ hoan hỷ mà trả. Nghe ăn tổ nó nè, thuận theo mạng trời mà trả. Thuận theo mạng trời là sao? Ông đá học máu, học học. Vậy thì được. Cho ông đá học máu một cái gì? Bực tức cãi lại là cái con nợ đó nó dây dưa, nó dây dưa dữ lắm. Sao mà tự nhiên Phật tử cứ gọi máng vốn hoài, gọi thầy máng vốn hoài. Ông chồng của con, cái cô bên Ban Mê Thuộc nó, ông chồng của con, trời ơi con đi bán hàng ông không có lo, ông cá độ đã banh thua mấy tỷ luôn thầy. Giờ con khổ con buồn quá, nhiều lúc muốn tự vẫn luôn á thầy. Trời ơi đời sao khổ dữ ta, không biết trong này có ai khổ không ta. Không khổ là chuyện lạ, không khổ là chuyện lạ. Không khổ vì tiền, cũng khổ vì tình. Không khổ vì tình, cũng khổ vì con. Không khổ vì con, cũng khổ vì sự nghiệp. Có lúc được, lúc mất. Không khổ vì sự nghiệp, cũng khổ vì bệnh hoạn. Và không khổ vì bệnh hoạn, cũng khổ lúc chết. Đúng không? Không có thể thoát ra khỏi đâu. Không có thể thoát ra khỏi cái khổ đâu. Ở trong cõi này là bát khổ là thôi, nó kinh khủng lắm. Chỉ có về Tây Phương Cực Lạc, cái tiếng khổ này là không bao giờ có rồi đó. Sanh già bệnh chết, tham sân si, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cái tiếng khổ mà ở trong như cõi ta bà này là trên đó là vắng mặt hoàn toàn, không có. Tiếng khổ không có thì làm gì có sự khổ. Ở đây tiếng khổ có, sự thật khổ có. Vậy mà gì? Ông đá học máu cái vài bữa ông nói ngọt, nói ngon, cái là tự nhiên vui vẻ trở lại. Không thấy cái khổ, ông đá học máu cho nên là gì? Không niệm Phật nữa đâu. Phải không? Hết khổ rồi niệm gì nữa? Khổ rồi đi tìm ông thầy, tìm Phật chứ hết khổ niệm gì nữa. Mà thiệt ra nói hết khổ như vậy thôi, cho nó ngầm ngầm ở trong đó cũng khổ trong đó. Không đơn giản đâu. Hồi xưa người ta đánh vần chữ khổ là gì? Ca hát ô khô hỏi khổ, khổ mà còn ca còn hát, phải không? Bây giờ là người ta đánh vần là gì? Khờ. Ô khô hỏi khổ, khổ mà khổ khờ luôn. Khổ mà
Người ta nói khổ gì đó, khổ tối mặt tắt đèn không thấy đường đi, đi cái xa hầm sụp hố, gọi là khờ khờ. Mấy đứa nhỏ, bà nội hỏi con cái chữ khổ ở đây giờ mấy cô giáo dạy con khổ là gì? Bà nội à, người ta dạy là khờ khô hơi khổ, cái tụi bay khổ khờ là đúng rồi. Còn tao hồi xưa là ca hát khô hơi khổ à, khổ còn ca còn hát à. Đúng không? Giờ khổ quá à. Con cái hồi xưa nó còn gì? Nó còn gia phong. Gia phong tức là gia đình có gia giáo. Bây giờ hết gia phong rồi, mất gốc rồi, giáo dục gia đình không còn nữa rồi, cho nên khổ vì con dữ lắm. Làm bao nhiêu công sức mình đổ tiền đổ bạc, vợ chồng đi cày làm để mong cho nó lớn lên, để nó có sự nghiệp ngang. Cuối cùng gì? Dầu cho nó có sự nghiệp đi nữa, như ông bác sĩ này nè, là sự nghiệp bác sĩ mà có tài nhưng mà thất đức, đánh con người ta học máu, thất đức rồi. Thì gì là gì? Là gì? Là kẻ tiểu nhân, là kẻ ác đức. Tài này không có sử dụng gì được hết trơn. Tài phải đi với đức. Muốn người này có đức, trừ trường hợp họ là thánh, là A-la-hán, là Tư Đà Hoàng, thì họ tái sanh họ làm chủ được liền. Còn là phàm, mà phàm giàu cho gì? Ấn Tổ hay nhất là ngũ tổ giới, là một vị ngũ tổ giới, là một vị tu thiền khét tiếng. Cái thời bên Trung Quốc mà đời trước của ổng là thôi, môn đình của ổng là không biết bao nhiêu ngàn người, kinh khủng luôn. Qua đời sau cái làm Tô Đông Pha, chấn giữ Hàng Châu ở bên Trung Quốc, đem kỹ nữ về để hưởng sắc dục. Ấn Tổ nói đời trước Tô Đông Pha này là gì? Có sử liệu nói là ngũ tổ giới. Môn đình kinh khủng luôn, ai cũng nói là vị tổ rồi, mà chưa chứng thánh, chưa vô A-la-hán, chưa đoạn được kiến hoặc. Đời sau một cái là mê làm Tô Đông Pha, có quyền chức nhờ cái phước đời trước tu, vẫn hưởng tài sắc danh thực thì ngũ dục. Đời sau bắt đầu nó đi xuống một cấp nữa là làm loài súc sanh cho coi. Một đời không bằng một đời cho coi. Ghê không? Tu thiền thời này không hợp. 1000 năm về trước, 1000 năm tượng pháp thì được, thì tu thiền được. 10000 năm mạt pháp tịnh độ. Cho nên quý vị giới thiệu các vị tổ tịnh độ, riêng tổ Ấn Quang thì thôi, Hòa Thượng Tịnh Không nói giới lực tinh nghiêm, tu pháp môn tịnh độ mà không ai truyền pháp cho ngài thì đây là Bồ Tát thôi, không phải đơn giản. Con người mình nó có 3 cái nhân quan trọng lắng nghe nè: chánh nhân, duyên nhân, liễu nhân. Duyên nó có 4 cái duyên: thân duyên duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên, tăng thượng duyên. Hôm nay chúng tôi muốn nói cái này, lắng nghe nha. Hơi sâu một chút nhưng mà chúng tôi cố gắng phân tích để quý vị hiểu. Chánh nhân Phật tánh là tánh đức mình có sẵn giống như Phật. Nếu mình không có chánh nhân Phật tánh, không có tánh đức này, mình không có cái Phật tánh này thì tu không thể thành Phật được. Nó giống như là cát nấu không bao giờ thành cơm được, gạo nấu mới thành cơm được. Gạo đó tượng trưng cho Phật tánh, mà mình biết sử dụng nó thì nó sẽ thành một cái món ăn không thể thiếu được trong cuộc sống. Phật tánh của mình biết mình nuôi dưỡng, và mình biết hàm dưỡng, mình biết tu đức đó, thì cái tánh đức này nó sẽ hiển lộ. Mà cái cách tu đức đó là chánh nhân Phật tánh có sẵn rồi, phải duyên nhân, lấy cái quả giác của Đức Phật tu, của Đức Phật A Di Đà tu đã thành rồi đó. Mình lấy cái tâm địa là thị giác của mình duyên với cái duyên nhân. Duyên nhân tức là duyên với cái quả địa giác của Phật A Di Đà. Thì ông Tổ nói không lầm lạc. Ông nói hai câu là không lầm lạc. Nếu giờ duyên với chú Đại Bi, duyên với danh hiệu Quan Âm, duyên với câu Nam Mô Di Đà Phật, thì người này không lầm lạc. Phật tánh này sẽ về đúng quỹ đạo. Về đúng quỹ đạo đó là về tới Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu chánh nhân Phật tánh này mà duyên với cái nhân của á nhiễm, cũng còn giữ được năm giới, tu 10 thiện, hôm nay làm con người.
Nếu cái chánh nhân Phật tánh này duyên với 10 điều thiện, làm được thượng thiện là 10 điểm, về cõi trời. Nhưng mà cõi người cõi trời không phải là chỗ ta ở. Nghe chỗ này. Cái chánh nhân có, nhưng mà cái duyên nhân, cái duyên nhân này duyên với cái nhân nào, nó sẽ thành ra cái gì, cái cảnh giới, con người ở trong cảnh giới đó. Thì hôm nay chúng ta biết rồi. Thôi, tham sân si mạng nghi, hơn thua tranh giành, được mất vật chất, có phước thì có phần. Thôi an tâm mà niệm Phật, an tâm mà niệm Phật. Hôm bữa có quý thượng tọa trong ban hoàng pháp, thượng tọa Viên Thanh là xuống đây thăm, chuẩn bị hội thảo ở trên đó, chúng tôi cũng phát tâm cúng dường. Xong cái thượng tọa nói: lúc trước tôi nhìn chùa của thầy khác lắm. Hỏi sao khác bà thượng tọa? Nhìn to rồi ộp ẹp rồi, nhìn thấy sao nó không có cái sinh khí như bây giờ. Bây giờ sao Phật tử đông quá chừng mà hoan hỷ xuống ngay buổi cơm trưa luôn á. Cái văn nhàn nói một câu, bạch với thượng tọa là: niệm Phật có Phật lo. Ông nói đúng, đúng, niệm Phật có Phật lo, đúng. Ông làm mắc cười. Bởi vì thượng tọa không hiểu vì sao mà cái đạo tràng mình nó phát triển, không phải là chùa cao Phật lớn. Mà quý sư cô nói: ổ bên đây có lễ gì mà đông vậy? Ngồi nửa chánh điện thôi mà họ lễ gì đông vậy? Không, hàng ngày cũng 400-500 người họ bên ngoài, với trong này họ niệm Phật chứ đâu có lễ gì đâu. Họ tới mấy thời? Quý sư cô hỏi mấy thời kia? 4 thời như vậy, thời 2 tiếng, khi 2 tiếng rưỡi. Kêu vậy sao? Rồi hỏi sao, làm sao hay vậy? Kêu niệm Phật có Phật lo. Đơn giản. Đơn giản nhưng mà hay lắm á. Hay lắm á. Nhưng mà bây giờ mình về nhà đóng cửa không làm gì hết. Thôi ông đi làm đi, tôi niệm Phật có Phật lo. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chùa kiểu này ông đá cái văn ra khỏi cửa mà. Cái này người tu hình thức. Người tu hình thức phải gì? Uyển chuyển cho phù hợp với cuộc sống. Niệm Phật, không ai biết đến mình niệm Phật. Ở trong đạo tràng thì dĩ nhiên người ta phải biết, không? Ở nhà cứ âm thầm mình niệm Phật. Vì người đó chưa có thể hiện tướng niệm Phật, chưa có thể đeo chuỗi niệm Phật được, chưa thể ngồi Nam Mô A Di Đà Phật cho lớn tiếng được, bởi vì họ không thích. Thì niệm Phật không ai biết đến, trong lòng an vui. An vui lắm. Cái vui ngũ dục mà cảm thọ, ông Tổ nói cái vui ngũ dục mà cảm thọ của vợ chồng ăn nằm, nó thua xa gấp 100.000 lần với câu Phật hiệu khi người niệm Phật có niềm vui. Cái vui mà họ được tài sản của cải vật chất trúng số, làm ăn trúng bánh á, vui rồi vui đó rồi mất đó. Cái vui người niệm Phật, còn niệm Phật là còn vui, còn an vui. Tự họ đề khởi câu Phật hiệu, niềm an vui từ nơi câu Phật hiệu với thể tánh của họ, nó đề xuất lên lúc nào cũng cười mỉm chi, hoan hỷ. Ai nói gì cũng cười, ai chửi gì cũng cười, được cũng cười, mất cũng cười, vui cũng cười, buồn cũng cười. Vì lúc nào cũng niệm Phật, bận túi bụi cũng không quên câu niệm Phật. Ai làm được chuyện này? Người chết sạch hết lòng vọng động, vượt quá phận. Tiền mình có 100 triệu, thôi mở cái quán tạp hóa đi, vay ngân hàng mở cái đại lý vật liệu, trời ơi bán không đủ trả vốn trả lời gì đâu, cuối cùng nó sập tiệm chạy trốn mất dép luôn. Quá phận, không biết an vui trong theo mạng của mình. Mạng mình có bao nhiêu sống bấy nhiêu đi, mượn mỏ làm cái gì vậy? Trời ơi, bữa nay lên trên này gặp mấy cô Phật tử về thư kiện đất đai của con bị cô kia cổ giật, cô nói cô xây nhà cho con, giờ không thấy nhà tiền cũng không thấy, tể toàn bộ là phiền não. Ơ kìa, ồ về đây niệm Phật hay là đây về đây niệm phiền não vậy? Cái ồ ha, sao niệm phiền não không vậy ta? Do mình về tới đạo tràng rồi không niệm được câu Phật hiệu. Chúng tôi nói vui vui với mấy thầy mấy chú ở tỉnh Thất Quan Âm mà mở những cái kiosk bán máy, bán văn hóa phẩm giống như bên ngoài, mở nhà trọ làm giống như bên ngoài, chắc bên ngoài họ bán không được, cái cuối cùng gì Phật tử vô đây mua xong rồi bên này bán đắt quá, bán đắt quá rồi cái người ta nói chuộng thầy nhàn giàu suốt ngày bán đồ đạt nhiều tiền lắm, thôi khỏi cúng ổng nữa coi chừng đói. Tính khéo quá dụng. Thôi để bên ngoài họ làm nhà trọ, họ buôn bán gì đi. Những người có tính tâm họ vô đây họ cúng ra 5.000, 10.000 vậy mà thầy trò đủ sống. Cái này hay.
Vậy mà có thời gian tu rồi bắt đầu lên giảng pháp cho họ nghe, họ hoan hỷ, họ chuyển cái lòng tham, lâu lâu họ cúng một cục 50 triệu có trả tiền điện. Tháng trên này 70 chứ không phải 50 á, tiền điện á, dưới đó 20 á. Vậy mà đủ sống, vậy thôi làm chi nữa đâu. Tôi nói niệm Phật có Phật lo mà còn lo gì nữa. Rồi cuối cùng họ vô đây họ mua, họ kêu ông thầy nhà cũng bán mắc hơi bên ngoài. Bây giờ bên nó biết mình có món hàng thì họ hạ giá mà. Cái họ hạ giá xuống kêu ông thầy nhà bán mắc, ông này bán mắc bà cố luôn, tham bà cố. Làm chung với việc chúng sanh có chuyện, làm khác với việc chúng sanh đi. Khác với việc chúng sanh là lo niệm Phật, tụng kinh, giảng pháp, nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có khỏi làm. Có ít cho ít, có nhiều cho nhiều, không có khổ cho. Ai mắc mớ bất cớ gì đâu mà phải đi mà lao tâm khổ trí dữ vậy. Thì các chùa họ không có những cái nhà kiosk bán bên ngoài thì họ phải bán để mà họ có kinh tế. Còn bây giờ họ bán bên ngoài rồi, thôi mình bán làm cái gì nữa. Nói vậy để mấy người bán hàng yên tâm đi lo bán, khỏi phải lo tranh lo tranh gì nữa trong chùa. Trong chùa vĩnh viễn là như thế thôi. Có cho không có thôi à. Vậy mà 20 năm nay cũng sống phè phè, đâu có gì đâu. Nó có gì thiếu cái gì đâu. Không như không thiếu như nha. Đúng là mình con của Phật, Phật không cho mình thiếu. Con của Phú Chuẩn Giả, Phú Chuẩn Giả sẽ cho mình đầy đủ hết. Đúng không? Có nhiều ông đó, ông kêu, ông nói gì tôi không hiểu gì không? Nói gì tôi niệm Phật hoài, không thấy gì hết trơn không? Thấy cái gì? Người niệm Phật, trí tuệ người ta phát sanh. Người ta không đi lầm đường lạc lối. Cái đây là món quà Phật Di Đà cho lớn nhất. Lúc trước chưa niệm Phật họ ham sắc ham tài, cho đến đổ bệnh ra muốn chết luôn. Muốn chết mà chết không được. Hôm nay họ niệm Phật họ tỉnh ra, họ nghe văn sao, không ham sắc không tà ham tài nữa, thân thể không mạnh khỏe ra, không tốn tiền bác sĩ nữa. Phật Di Đà cho rõ ràng mà không thấy. Trời ơi, đúng không? Đạo Phật không mê tín đâu. Đừng có nói vãng sanh Tây Phương Cực Lạc niệm Phật là mê tín, không có đâu. Mấy cái người không niệm Phật không thấy cái niềm vui của niệm Phật, không thấy cái lợi ích của người niệm Phật, họ không thấy cái cảnh giới của người niệm Phật, họ không thấy cái tâm mà người niệm Phật lâu ngày họ trở về khôi phục được bản tánh, ngộ được cái bản tánh của họ bằng với Phật. Nhưng đó chỉ là lý thuyết Phật thôi. Họ tiếp tục vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc để họ gì? Họ phần chứng tức Phật và họ triệt chứng triệt ngộ và gì? Và họ cứu cánh tức Phật. Muốn vậy không? Ở đây làm cái giống gì mà mình có ông Phật trong này mà làm cái bà đi bán giấy số, rồi bà làm cái bà đi bán thịt heo, làm cái bà bán cá. Trời, hôm bữa đi xuống đường gặp cái bà đó, bà siêu đẳng thằng nha. Con cá bà cầm mà bà lột, bà lột chung chút xíu một cái là gì? Đầu, óc, dãy, đuôi, đồ nó lột, bụng đồ lột sạch sẽ hết luôn, không còn cái gì con người ta hết trơn. Đúng thiệt. Cái nghiệp ác của con người mà nó không có niệm Phật, nó không có tu đức, nó không có nghe pháp, nó không có tu hành thì thôi, cái kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, nó giết thân chúng sanh mà để nuôi thân mình là loại thân kiến đó. Tham sân si mạn nghi đó thì thôi, khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo thì làm sao tránh khỏi ta. Kinh lắm. Thân duyên duyên nó là chánh nhân Phật tánh. Thân duyên duyên là Phật tánh. Sở duyên duyên là duyên nhân Phật tánh. Mình có Phật tánh rồi, bắt đầu mình duyên với gì? Với pháp lành, pháp thiện, để mình về cõi lành, cõi thiện. Người duyên với pháp ác, duyên với việc ác, làm điều ác thì phải ở trong cõi ác. Càng ngày đi xuống, đọa lạc, một đời không bằng một đời. Cho nên Phật chỉ có tăng thượng duyên cho ta thôi. Còn sở duyên duyên, chánh nhân Phật tánh là chúng ta đã có rồi ạ. Thân duyên duyên, chánh nhân Phật tánh chúng ta có rồi. Sở duyên duyên á, bắt buộc chúng ta phải tự làm. Hằng ngày phải công phu niệm Phật, tu hành. Vô gián duyên á, phải liên tục không gián đoạn nha. Biết cọ che lấy lửa không? Cọ che lấy lửa là cọ liên tục cho đến khi có lửa. Mà cọ chưa có lửa thì gì? Đừng có bỏ.
Cũng vậy, niệm Phật mà chưa được phục, chưa phục được phiền não, niệm Phật mà mình chưa có cảm giác thấy rằng là tin tuyệt đối đời này mình phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, phải niệm, và niệm Phật cho đến lúc mình về tới Tây Phương Cực Lạc. Và đến Tây Phương Cực Lạc tiếp tục niệm Phật, niệm là nhớ nghĩ Đức Phật A Di Đà, hàng ngày nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, nhớ nghĩ Đức Phật A Di Đà. Cái cảnh giới họ tin Tây Phương Cực Lạc niệm là khác với chúng ta nhiều lắm. Họ là vô thật tướng niệm Phật. Mình ở đây là trì danh niệm Phật là hợp nhất trong cõi ta bà. Họ về Tây Phương là thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật. Họ thấy Đức Phật A Di Đà là gì? Họ nhập tâm, họ quán tưởng cái là thân tướng của họ như thân tướng Đức Phật A Di Đà. Cái cách niệm Phật họ trên đó là gì? Thật tướng là quán tưởng, là quán tưởng. Mình ở đây là trì danh là an toàn nhất, yên ổn nhất, không sợ lạc, không sợ sai. Nghe cái chỗ này, bây giờ có cái cuốn sách Bất Niệm Tự Niệm, tính ra ra cũng lâu rồi, 4-5 năm, 6-7 năm không chừng. Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh. Có nhiều người hỏi chúng tôi quá, hôm nay chúng tôi mới trả lời, và trả lời theo như trong văn sao Ấn Tổ Ngài có dạy cái cách niệm mà không niệm, gọi là bất niệm tự niệm, không niệm mà niệm. Cái cảnh giới này cao sâu lắm, mình không dễ gì đạt được đâu. Cái người mà vô bất niệm tự niệm thì trước đầu tiên họ phải gom tạp niệm, vọng niệm trở thành chánh niệm đã. Tà niệm, vọng niệm, tạp niệm, lúc trước là họ lúc nào cũng suy nghĩ ăn thịt mới ngon, ăn chay không ngon. Tâm họ là phải sát sanh thôi. Hằng ngày họ phải có hưởng dục ăn nằm, chứ không có họ chịu không nổi. Họ phải làm sao là hại người cho được, để lợi mình thôi. Những cái tà niệm này họ phải quy về được trong chánh niệm đã. Thì cái câu Phật hiệu quy từ cái tà niệm về chánh niệm, lúc nào họ cũng nghĩ tốt, lúc nào họ cũng nghĩ chánh, lúc nào họ cũng lợi người. Họ thấy cái chuyện mà ăn thịt chúng sanh, đó là chúng sanh, là gà vịt heo, đó là cha mẹ quá khứ, làm thờ Phật trong tương lai. Họ hiểu Phật pháp từ từ, bớt những cái tà niệm đó. Do câu Phật hiệu và do họ nghe pháp, họ tu trong chánh pháp, thì tà niệm, vọng niệm từ từ nó trở về chánh niệm. Nhưng mà họ vẫn còn vọng niệm nha, nó vẫn còn giấy khởi. Họ gom về thành phiến niệm, niệm Phật thành phiến. Và họ gom giờ niệm Phật thành phiến rồi á, tuy rằng họ chưa dứt được những phiền hoặc, họ chưa dứt được những kiến hoặc, tư hoặc, tham sân si mạn nghi, nhưng mà gì? Nhưng mà họ đã ngộ được cái lý tánh, và họ biết toàn tâm tức là Phật, và câu Phật hiệu là quả giác của Phật A Di Đà. Và họ ngộ được cái tâm họ có Phật tánh bằng với nhà thiền, minh tâm kiến tánh thành Phật, lý tức Phật. Người niệm Phật này họ đã đạt đến cái tình trạng không niệm mà niệm, niệm mà không niệm. Tức là họ chưa vô sự nhất tâm, họ chưa được đoạn được kiến tư phiền não ngang, nhưng mà họ đã ngộ được lý nhất tâm rồi. Họ ngộ được toàn tâm là Phật rồi. Thì người này là gì? Không niệm mà niệm. Mà người không niệm mà niệm này hàng ngày toàn là từ trong chánh niệm chân tâm lưu xuất ra, cái niệm nào cũng là niệm chánh hết. Không niệm Phật cũng là niệm chánh luôn. Và tâm họ như cái đài gương sáng, vạn vật tới nó soi, nó không lưu ảnh lại, rồi vạn vật đi hết, nó cũng không lưu hình lại. Toàn tâm họ là câu Phật hiệu. Và ông Tổ nói không phải là không niệm mà niệm, không niệm là không niệm gì đâu nha. Không niệm là không niệm ác, nhưng vẫn niệm câu Phật hiệu, vẫn niệm cái chánh niệm, toàn tâm họ là chánh niệm. Cuối cùng sao? Để cái máy vô lỗ tai nghe A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lấy cái dây trong lỗ tai ra rồi bắt đầu nghe trong đầu. Và Thượng Thịnh Không nói là niệm trong lòng, nghe trong tâm, cứ giữ cái cách đó. Mà Ấn Tổ nói một cách này không thể nào giữ lâu được đâu, phải niệm ra tiếng, niệm thầm, niệm lớn tiếng, rồi lễ Phật. Chứ không thể dùng một cách là nghe trong tâm, niệm trong lòng, nghe trong tâm. Mất một cái là ông chớ giới, ông lấy cái dây phone nhét vô lại. Hàng ngày cứ yên ở trong đó miết, rồi bắt đầu nghe lại được câu Phật hiệu. Cái thời gian cái tâm nó yếu, không nghe lại được nữa. Mấy năm trước cái lúc chưa đi Mỹ á, ra Đà Nẵng gặp cái chú đó, trẻ trẻ mới mười mấy 20 tuổi. Ông kêu thưa thầy, con coi bất niệm tự niệm, con làm bất niệm tự niệm, con nghe cái tiếng niệm Phật được. Bây giờ
nó chuyển qua nó niệm chú, nó niệm Quan Âm, rồi nó niệm tụng bảy, con không làm chủ được. Bây giờ con hoảng hốt, con không có niệm Phật được nữa. Toàn tâm con bây giờ là nó xáo trộn trong này. Cái ổ sao kỳ vậy? Bởi vì ép cái câu Phật hiệu để mình phải niệm cái kiểu mà niệm trong lòng, nghe trong tâm đó, đó là nói bắt niệm tự niệm. Mà khi nghe được là nói bắt niệm tự niệm, mà nghe không được nói là mất cái bắt niệm tự niệm. Cứ bám vô đó riết rồi gì, vọng động, mong mỏi, bợp chợp, dục tốc, bất đạt, rồi gì, loạn tâm, loạn trí, phát cuồng ba dựa. Số lượng người này nhiều lắm. Không có văn sao là quý vị tiêu nha. Từ từ chậm mà chắc. Cái giác nhàn nói chú đó. Bây giờ ông niệm theo thầy nè. A, ổng ở cổ sao ông niệm cho A cho thầy mà ông niệm gì á? Kêu niệm không được nữa. Trong đầu nó nghe cái tiếng gì trong đó không? Cái thân mình á, mình làm chủ được, mình đi đường sai, từ đây đi xuống tới Đại Ninh, quẹo vô ngã ba Đại Ninh, vô trong chùa Hương Sen hay chỗ sư bà đúng không? Mình hỏi đường được đúng không? Dễ hỏi lắm. Sai mình đi lại dễ, cái thân này nè, lầm đường đi đi lại dễ. Mà nếu hỏi mà người ta không biết nữa là mình đi lầm lầm luôn á. Còn cái tâm này nó lầm đường khó trở lại lắm, không phải dễ đâu. Vô niệm Phật ào 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 suốt đêm, thấy an lạc quá, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Ấn Tổ nói cái người lực sĩ mạnh gì đi nữa mà niệm ra tiếng suốt ngày cũng tổn khí. Tổn khí sợ rồi không niệm nữa, bắt đầu từ vọng tưởng nó bật lên giống như dây đàn, căng rồi dùng, căng rồi dùng, cuối cùng điên loạn mất. Không đơn giản đâu. Điều khí niệm cho hài hòa, thân thể phải mạnh khỏe. Thấy nó nhói, nó khó chịu trong ngực, trước ngực, sau lưng, thấy thân bất an là bất gì gì, mình xả nó ra từ từ, từ 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 từ, rồi điều thân điều tâm từ từ, câu Phật hiệu mình gắn liền với nó lần lần mới quen. Đi học nghề cũng vậy, đi học nghề xăm môi xăm mắt mới vô chích người ta đâu có được đâu, nó hư hết cái môi cái mắt người ta phải không? Chưa ra nghề, chưa quen, chưa biết gì hết trơn mà làm nó hư môi hư mắt người ta đi. Phải học, người ta chỉ từng chút, đó là học cái nghề đơn giản nhất để kiếm sống, để trở thành một con người trong cõi này, để mình có sống, để thành người đó, để sinh tồn trong cõi người nó đã là khó. Đừng có nói để mà tu mà để thành Phật mà nó dễ đâu. Không có người hướng dẫn, không có tổ đi trước là Bồ Tát hướng dẫn thì quý vị lầm đường ngay. Không sự thật. Mới vô khoái niệm Phật, niệm xong rồi chán quá bỏ luôn. Ôi tôi chán niệm Phật quá, tôi niệm riết cuối cùng bây giờ sao tôi nghèo quá, chán ơi là chán, xách cái đi quần đi bán cũng ai mua luôn. Chán quá à. Con người là vậy đó. Chán phải không? Biết nó cũng là một loại phiền não. Nó nằm trong kiến hoặc tư hoặc hết, vô minh hoặc hết, mày một thời gian phải hết. Cố gắng theo thời gian cái chán đó nó sẽ gì? Nó hết. Không có tiếp sức cho nó phải hết thôi à. Cái gì mà tiếp sức cho nó trong tâm lý của mình hoặc là thân thể của mình là tiếp sức cho nó, tham tiếp sức cho nó thì nó phải tham cho đến cùng. Sân có tiếp sức cho nó, tiếp sức cho nó và gieo cái duyên để nó sân, nó nổi nóng lên, nó bực bội, cấu kỉnh lên thì nó cứ hàng ngày nó cứ nặng. Cho nên cái cách đoạn trừ phiền não của Ấn Tổ lắng nghe nè. Cái cách đoạn trừ ngài nhẹ nhàng hay lắm. Đoạn trừ vọng tưởng, phiền não, nghiệp ác ngài làm sao? Nhận diện được nó, ngài nói là phải nhận diện được nó. Giặc cướp vô nhà thấy là con đỏ thì nó lấy sạch nhà luôn, đúng không? Nếu mình không nhận diện được đây là giặc cướp thì là người thân thì nó phải lấy hết của trong nhà mình. Phải nhận diện đây là giặc cướp thì nó gì? 50% là nó sợ mình rồi đó. 50% nữa là gì? Đối trị bằng câu Phật hiệu, nhận diện được nó rồi bắt đầu quay lại niệm câu Phật hiệu. Từ từ nó sẽ giảm lần vọng tưởng từ từ. Có nhiều người nói tôi không có duyên niệm Phật, tôi ngồi tôi niệm Phật sao vọng tưởng nhiều quá. Mới ngồi niệm Phật được mấy ngày, mấy tháng, được mấy năm. Hằng ngày mình niệm bao nhiêu công việc vọng tưởng, bây giờ ngồi xuống bắt nó yên liền đâu có dễ. Đúng không? Ấn Tổ nói muốn yên như vậy đó là vạn duyên buông xuống, niệm câu Phật hiệu suốt ngày, gặp công việc thì làm xong quay lại. 8 đến 10 năm thì bạn yên, bạn khả dĩ yên. Còn không chịu niệm Phật, vô tự cái phép Phật màu nhiệm lắm, tôi A Di Đà Phật cái nó hết vọng tưởng liền, điều làm gì có. Tham sân si mạn nghi đó là tư hoặc, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, đó là kiến hoặc. Vô lượng đời kiếp đến bây giờ đã hàm tàn nó ở trong này quá sâu nặng rồi, bây giờ một sớm một chiều làm sao mà hết.
công nhận câu Phật hiệu hay thiệt. Nếu mà chịu niệm 8 đến 10 năm vậy mà nó yên được, nó phục được thì quá tuyệt. Nếu mà quý vị tu mà để không trở về thể tánh, biết vọng không theo, hoặc giả là mình tu thiền đi, thì Ấn Tổ nói lâu lắm, ba đại A Tăng kỳ kiếp cũng như cái giấy mà đã nhiễm màu đen rồi, nhuộm gì để nữa, cái màu gì vô cho nó cũng không ra thêm màu thiệt đâu, phải là tờ giấy trắng nha. Cái tâm này đã phiền não tham sân si rồi, bây giờ phải có câu Phật hiệu là thuốc tẩy, tẩy cho nó trở thành màu trắng đi, rồi muốn vẽ hình Phật vẽ gì vẽ. Chứ giờ tờ giấy lỡ vẽ cái cảnh súc sanh địa ngục trong này rồi, lỡ vẽ cái cảnh mà người trong này rồi, giờ vẽ cảnh Phật phải làm gì? Phải làm tẩy cái tờ giấy này nó trắng đi chứ. Cho về bạch tỉnh thức, tức là niệm Phật để phục được nó. Cho nên nói về lý tánh và sự tướng nhân quả, Ngài là Bồ Tát, Ngài nói nghe sướng tai, nghe có lý. Giờ nghe ha, nghe Ấn Tổ đó nha. Nãy giờ nghe Văn Nhàn nói hơn tiếng rồi đó. Giờ nghe Ấn Tổ nói nha. Niệm mà vô niệm nha, lắng nghe Ngài nói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang trích trong quyển Tinh Hoa Lục, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Thiện Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Trích văn sao Tinh Hoa Lục quyển 1, số 1: Niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, chính là niệm đến lúc tương ứng. Dù thường niệm Phật, nhưng trọn không có tướng khởi tâm động niệm. Lúc chưa tương ứng, chẳng khởi tâm động niệm, thì chẳng niệm. Tuy chẳng khởi tâm động niệm, nhưng thường luôn xưng niệm hoặc ức niệm một câu Phật hiệu, nên nói niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm. Đừng hiểu vô niệm là không niệm. Vô niệm nghĩa là không có tướng khởi tâm động niệm để niệm, nhưng niệm niệm chẳng gián đoạn. Cảnh giới này chẳng dễ đạt được, chớ có hiểu lầm. Trích dẫn Ấn Quang Đại sư Gia Ngôn Lục. Số 2: Lời tựa của bộ Ấn Quang Đại sư Văn Sao Tinh Hoa Lục. Kinh Đại Tập dạy: Mạt pháp ức ức nhân tu hành, hạng nhất đắc đạo, duy y niệm Phật đắc độ sanh tử. Nghĩa là trong đời mạt pháp, ức ức người tu hành hiếm một ai đắc đạo, chỉ có nương vào pháp niệm Phật là thoát khỏi sanh tử. Pháp niệm Phật này chính là đạo để thượng thánh lẫn hạ phàm cùng tu, là pháp để người trí lẫn kẻ ngu cùng hành. Do pháp này chuyên cậy vào Phật lực nên lợi ích thù thắng, vượt trội những giáo pháp theo đường lối thông thường. Chỉ có pháp môn tịnh độ là chẳng dễ khiến cho con người sanh lòng tin nhất. Đối với những câu như vô sanh mà sanh, vô niệm mà niệm, nếu chẳng phải là bậc thấu hiểu sâu xa ý chỉ tâm làm tâm là, sao không bị lầm lẫn cho được. Do vậy Đức Thế Tôn ta đối với chỗ vốn không nói năng lại thường nói thật nhiều, không có gì khác hơn là vì muốn cho hết thảy chúng sanh hiểu rõ giác tánh họ đang sẵn có, tiến hướng Phật quả, biết tự tánh chính là Di Đà, thì mới có thể bàn luận duy tâm tịnh độ. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, nếu có thể tin chắc thật, nguyện thiết tha, tận lực hành sẽ cảm ứng đạo giao, đã nắm chắc bằng khoáng vạn sanh. Tôi thấy những kẻ cuồng huệ trong cõi đời, cứ hở ra bèn ngỡ tịnh độ là nông cạn, dễ dàng, rồi coi thường, muốn cầu những pháp được gọi là huyền diệu khác, để mong được ngộ chứng. Nào biết một môn tịnh độ quả thật ngầm khế hợp Phật tâm, là giáo pháp chỉ viên chỉ đồ.
Tâm Phật vô vi chẳng vướng mắc nơi pháp số. Niệm Phật tâm năng niệm rành rành phân minh, nhưng trọn chẳng thể được. Chẳng phải là do hữu vi lại khế hợp vô vi đó sao? Trọn chẳng thể được, nhưng rành rành phân minh chẳng phải là thầm hợp đạo màu đỏ ư? Do vậy, người niệm Phật niệm nào cũng là Phật. Cho nên biết sáu chữ gồm trọn muôn pháp, một môn chính là phổ môn, toàn sự chính là lý, toàn vọng chính là chân, toàn tánh khởi tu, toàn tu nơi tánh, nương vào y báo, chánh báo cõi ấy để hiển lộ tự tâm của ta. Thị giác và bổn giác chẳng lìa nhau, tiến thẳng trên đường giác. Khoảng cách 10 vạn ức cõi Phật cách đây chẳng xa, chính phẩm đều có thể đạt lên hoàn tất ngay trong một đời. Hết sức bình thường nhưng tột bậc huyền diệu, những kẻ chứng nhập tối tâm tham cứu mù quáng kia há mong sánh vai được sao? Ấn Quang Đại Sư thừa nguyện tái lai, đề xướng một chánh lệnh duy nhất, chẳng bàn luận tâm tánh cao vời, nhưng hiển lộ trọn vẹn diệu tâm. Hoằng Nhất Đại Sư gọi tổ là người duy nhất trong suốt 300 năm qua, há có phải là đề cao quá đáng? Củi căn cơ hóa độ đã hết, lửa ứng hiện phải tắt, nhưng lời nhỏ nhiệm ý chỉ bao la đã rộng ban cho hậu học. Quả thật là chẳng khi nào, không nơi nào có ai khác làm được như vậy cả. Bộ văn sao của sư tuy chỗ nào cũng chỉ quy tịnh độ, nhưng đối với người bận chuyện túi bụi, muốn tìm một tác phẩm vừa đọc liền thấy rõ, liền thâm nhập lãnh hội, thì đã có cuốn văn sao Tinh Hoa Lục do cư sĩ Lý Tịnh Thông biên tập. Bộ sách này lý hiển chân thường, lời lẽ không trùng lập, hết sức khéo léo, chắc lọc. Trong cõi đời hiếm có sách nào sánh bằng. Tâm trọng đạo tôn sư của cư sĩ lại càng khó có. Tôi biết sách này một khi được lưu hành, muôn người được hưởng lợi ích, uống nắng lòng người để giúp đạt đến bình trị, sẽ nhờ vào sách này vậy. Viên Anh kính cẩn nhận lấy xem xong, vui mừng hớn hở, có thể dùng lời lẽ nào để giải bày, chỉ đành lược thuật mấy lời giải bày, đem xếp trước phần chánh văn để ghi lại cái duyên tốt đẹp, nhằm thưa với những vị đồng tâm, chứ đâu dám viết tựa Nam Mô A Di Đà Phật. Trích văn sao chánh biên quyển 4, diễn thuyết tại Phân hội Phật giáo Triều Dương bài 4. Chúng sanh là Phật chưa ngộ, Phật là chúng sanh đã ngộ. Bản thể tâm tánh bình đẳng như một, không hai, không khác. Nhưng khổ vui thọ dụng cách biệt như trời với đất, là do xứng tánh thuận tu hay trái tánh nghịch tu mà ra. Lý ấy rất sâu, chẳng dễ tuyên nói. Muốn chẳng tốn lời nên bèn dùng thí dụ để giảng. Chư Phật tu đức đến cùng cực, triệt chứng tánh đức, ví như tấm gương báo tròn lớn, thể chất là đồng, biết nó có quang minh. Hằng ngày chuyên chú chùi mài đổ công chẳng ngừng, thì khi bụi hết ánh sáng sẽ hiện, dựng trên đài cao, hễ có hình ắt có bóng, lớn như trời đất, nhỏ như hạt bụi nơi đầu sợi lông. Xâm la vạn tượng đều hiện rành rành, trong lúc vạn tượng cùng hiện ấy, gương vẫn trống rỗng, thông suốt, trọn chẳng có một vật gì. Tâm chư Phật cũng giống như thế, đoạn hết phiền não hoặc nghiệp, đức tướng trí huệ sẽ phơi bày trọn vẹn, đến tận cùng đời vị lai, an trụ trong tịnh quang, thường hưởng pháp lạc, độ chính giới, thoát lìa sanh tử, cùng chứng niết bàn. Chúng sanh hoàn toàn mê tánh đức,
không có mảy may tu đức, ví như gương báo phủ bụi. Chẳng những không có mảy may quang minh nào, mà ngay cả chất đồng cũng bị phủ lấp chẳng còn hiện ra. Tâm chúng sanh cũng giống như thế. Nếu biết tấm gương bị bỏ phế, chẳng hiện chất đồng ấy sẵn có quang minh chiếu trời soi đất, từ đấy chẳng chịu buông bỏ, ngày ngày chăm chú lau chùi mài dũa. Thoạt đầu hơi lộ chất đồng, tiếp đó dần dần tỏ quang minh. Nếu vẫn cực lực mài sạch, thì một mai hết sạch trầm cẩu, tự nhiên gặp hình bèn hiện bóng, chiếu trời soi đất. Nhưng quang minh ấy gương vốn sẵn có, chẳng phải đến từ bên ngoài, chẳng phải do mài mà được. Nhưng không mài thì cũng không có cách nào đạt được. Chúng sanh trái trần hiệp giáp, bỏ vọng theo chăng cũng giống như thế. Dần dần đoạn phiền hoặc, dần dần tăng trưởng trí huệ. Đến khi nào công hạnh viên mãn sẽ đoạn được cái không thể đoạn, chứng được cái không thể chứng, viên mãn bồ đề trở về chỗ không thể đạt được. Thần thông, trí huệ, công đức, tướng hảo hoàn toàn chẳng khác gì với mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Tuy vậy chỉ là khôi phục cái sẵn có, hoàn toàn chẳng có gì là mới đạt được. Nếu chỉ ỷ vào tánh đức, chẳng khởi tu đức, thì đến hết đời vị lai sẽ thường chịu nỗi khổ sanh tử luân hồi, vĩnh viễn chẳng có ngày khôi phục cái gốc hoàn lại cái nguồn. Bọn ta đã là Phật tử thì phải hành Phật hạnh, tuy chưa thể phá rộng toàn vô minh, nhanh chóng khôi phục tánh thể để tiến thẳng vào diệu giác quả hải. Nhưng lẽ nào chẳng thể phát trọn ba tâm, dốc lòng tu tịnh nghiệp để cầu đoạn phiền hoặc nơi thân này, gửi tâm thức nơi liên bang, làm đệ tử Phật Di Đà, làm bạn lành của đại sĩ, an trụ tịnh diệt, vẫy vùng trong cõi Phật, trên cầu Phật đạo, dưới độ hóa chúng sanh ư? Nếu chẳng tự gắn công, cứ đề cao thánh cảnh nhưng vẫn cam phận phàm ngu, chỉ e nửa đời tu trì siêng năng nhọc nhằn, vẫn cam chịu bao kiếp trầm luân khổ sở, mê muội tưởng lầm hạt châu nơi chéo áo chẳng quý, lên núi báo trở về tay không, dùng tánh chân như màu nhiệm vô lượng công đức, trí huệ, thần thông, tướng hảo để oan uổng gánh chịu vô lượng nỗi khổ cùng cực, phiền não sanh tử luân hồi nguyện vọng. Há chẳng phải là mất trí cuồng tâm, ghét thân thích đọa, sống làm thay đi thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây ư? Tam thế chư Phật gọi người như vậy là kẻ đáng thương xót. Phàm những ai đồng hàng với tôi, xin hãy nỗ lực. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Di Đà Phật, hôm nay tại phòng hộ niệm tiễn đưa một vị tỳ kheo thường trụ tỉnh Thất Quan Âm. Hôm nay nhóm nhàng cùng quý thầy lên để làm lễ nhập liệm tiễn đưa thầy vào trong áo quan. Thì trước nhất nhóm nhàng thực sự rất ghi nhận tấm lòng của quý thầy trong ban trợ niệm, cũng như là quý Phật tử 100 vị trong ban trợ niệm. Hôm nay mình làm một cái công việc, đó là niệm Phật để đưa người về với Phật. Quý vị thích làm việc này không ạ? Cái việc niệm Phật để đưa người về với Phật á, đây là sự thật. Có rất nhiều người không có tin chuyện này. Làm gì mà niệm Phật đưa người về với Phật? Tuy nhiên cái đạo lý này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như là chư tổ, lịch đại tổ sư 13 vị tổ
nhất là tổ sư Ấn Quang. Ngài khai thị rằng là người lúc lâm chung được thân bằng quyến thuộc cũng như là được ban trợ niệm mà tiễn đưa về với Phật á, thì người này đã có căn lành và có nhân duyên sâu dày nhiều đời với pháp môn niệm Phật. Cũng như hôm nay quý thầy, quý chú, quý Phật tử mà không có nhân duyên pháp môn tịnh độ đó thì đâu có mặt ở đây, đúng không ạ? Cũng vậy, nếu mình không có nhân duyên với Đức Phật Di Đà và không muốn về Tây Phương Cực Lạc thì mình không được về Tây Phương Cực Lạc, đúng không ạ? Mà mình muốn về Tây Phương Cực Lạc, mình niệm Phật A Di Đà thì mình sẽ được về Tây Phương Cực Lạc, giống như là mình được về tỉnh Thất Quan Âm ở Đà Lạt Đức Trọng, đúng không ạ? Cái này gọi là cái đạo lý mà gọi là tâm tưởng sự thành. Tâm mình tưởng, mình nhớ đến tỉnh Thất Quan Âm, và tỉnh Thất Quan Âm tu pháp môn tịnh độ cho nên mình về đây, đúng không ạ? Đạo lý này là chắc chắn không ai chối cãi được ạ. Rồi mình biết trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ có nói cách đây 10 muôn ức cõi có thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thành Phật 10 kiếp, hiện Ngài đang thuyết pháp bên đó. Mình tin, hết lòng tin ưa phát Bồ Đề tâm niệm Phật thì trước sau gì mình cũng về Tây Phương Cực Lạc, giống như là mình được về tỉnh Thất Quan Âm hiện giờ vậy đó. Cái này là đạo lý tâm tưởng sự thành, nhất thiết duy tâm tạo, không có ai chối cãi được. Nhưng mà đều có những người họ không tu pháp môn tịnh độ, họ hay bài xích, bài bác cảnh Tây Phương Cực Lạc làm gì có. Tất cả các cảnh đều là Phật cảnh. Phật không rời tâm, tâm không rời Phật. Mình là Phật A-di-đà rồi, cần gì niệm Phật. Cái này thì họ nói lý tức Phật thì đúng, nhưng mà họ cũng chưa ngộ tức tâm là Phật nữa. Họ chưa ngộ được mình có Phật tánh. Họ nói thôi chứ họ chưa sống được với Phật tánh đó. Dẫu cho sống với Phật tánh đó là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, đó là lý tức Phật thôi, tương tự tức Phật thôi, chứ không phải là cứu cánh tức Phật. Mà cứu cánh tức Phật là người này đã đoạn diệt được kiến tư phiền não trần sa hoặc vô minh hoặc, và người này đã đạt được cảnh giới là tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, phước đức đã viên mãn thì mới gọi là cứu cánh Phật, gọi là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc này thì diệu dụng của một vị Phật đó thì bất khả tư nghì, thọ dụng của các vị Phật đó cũng bất khả tư nghì, tuổi thọ cũng bất khả tư nghì, thần thông cũng bất khả tư nghì, đi các nước trên toàn pháp giới là không chướng ngại. Còn bây giờ mình đi qua Mỹ không có máy bay là mình chướng ngại, đúng không? Là mình sống với vọng tưởng điên đảo, chưa có sống với tánh đức, cho nên bị chướng ngại. Diệu dụng mình cách xa với Phật một trời một vực, tuy rằng thể tánh thì bằng với Phật, cho nên thành ra bây giờ mình phải tu đức, tức là mình phải niệm Phật, lấy vạn đức hồng danh A-di-đà Phật, mình niệm để cho mình phục hồi lại được cái tánh đức này. Cho nên thành ra trong thời gian chờ đợi quý thầy tắm rửa thầy để đưa ra đây thì thầy có vài lời để mà sắp tấn ban hộ niệm. Cái nhân mà mình hộ niệm cho người khác là một cái nhân bất khả tư nghì, chư Phật tán thán vậy đó. Cho nên thành ra 100 vị trong ban hộ niệm là người này giác nhàn nghĩ rằng chắc là Phật A-di-đà sai họ làm. Nếu mà Phật A-di-đà không gia trì cho 100 người này thì họ làm không nổi đâu. 1-2 giờ khuya thường giác nhàn mở ra xem trực tiếp ở đây là thấy họ vẫn niệm Phật tốt. Có nhiều người người ta thức một đêm người ta chịu không nổi, 2 đêm là người ta chịu hết nổi rồi. Sao mà suốt bao nhiêu năm nay mà quý vị vẫn niệm Phật được thì phải có Phật Bồ Tát Long Thần Hộ Pháp âm thầm gia trì thôi, chứ không có làm sao làm được, phải không quý vị? Cho nên quý vị ở nhà thì hỏi làm sao mà làm được, khó khăn vô cùng. Cho nên cái việc mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rất cần cái người trợ niệm.
cũng như dũng sĩ giàu cho sức khỏe mạnh gì đi nữa, leo lên núi nhưng mà leo lên nửa chừng mệt quá rồi, phải có người phụ đằng sau đẩy, bên trái xốc nách, bên phải xốc nách dìu đi. Thì ông Tổ nói là đây là trợ niệm, là người đằng sau đẩy, bên hông xốc nách, bên phải xốc nách để dìu đi, gọi là trợ, trợ giúp cho họ, phải không ạ? Còn không dũng sĩ khỏe cỡ nào leo lên núi cao nửa chừng cũng chừng bước chịu không nổi. Còn nếu không có người hộ niệm, giống như là mình bị xô xuống giếng rồi mà lấy đá quăng xuống nữa, có nghĩa là không được hộ niệm, là ở tại nhà mà làm mất chánh niệm, khóc lóc nữa, thì hỏi làm sao người đó vãng sanh được. Cái gia đình nào mà cầm được nước mắt khi thân bằng mình ra đi khó lắm. Nếu không đọc được văn sao Ấn Tổ thường xuyên để biết cái việc ra đi trợ niệm là tuyển đưa người về với Phật, cái gia đình đó mà không đọc văn sao thường xuyên, nghe người nhắc nhở đến cái việc hộ niệm thì ai cũng khóc phá chánh niệm. Phá chánh niệm là khóc lóc rồi buồn phiền rồi gây trở ngại bằng cách tắm rửa sớm, thay quần áo, dời động thì giống như mình xô họ xuống giếng rồi còn hè nhau quăng đá xuống nữa. Quý vị thấy nguy hiểm không ạ? Xô người ta xuống giếng rồi mà còn quăng đá nữa, làm cho người ta mất chánh niệm rồi mà còn dời động nữa thì y như là xô xuống giếng mà lại quăng đá. Cho nên giác nhàn khuyên các vị liên hữu có mặt ở đây cũng như là được nghe cái đoạn video này đó, sắp xếp cho mình một cái việc chuẩn bị ra đi. Chưa biết khi nào ra đi, 5-3 tuổi không chừng, 20-30 tuổi không chừng, 70-80 tuổi không chừng, 100 tuổi không chừng. Sanh thì có ngày giờ rồi đó, chết thì mình chưa biết ngày giờ, cái chuyện này quan trọng. Cho nên Tổ sư Ấn Quang nói rằng là những người ở trong này giàu cho tài ba giỏi vắng, giàu cho quan quyền vua chúa, giàu cho là tỷ phú, giàu có gì đi nữa, ít có ai để tâm đến cái chuyện mình chết đi đâu, đúng không? Ít có ai để tâm chuyện này lắm. Chỉ có Phật Bồ Tát chư Tổ mới nói là tha sanh tử sự đại. Sanh thì đã biết ngày giờ rồi mà tử thì chưa biết ngày giờ, đây là cái chuyện lớn. Thì thôi, chưa biết ngày giờ thì về tỉnh Tháp Quan Âm mình niệm Phật. Nếu mình không biết ngày giờ thì lúc lâm chung được quý thầy rồi trong ban trợ niệm tiễn đưa mình về thì chắc chắn là không vào ba đường ác rồi đó, yên tâm, phải không ạ? Đó. Hôm nay thầy thì cũng không có thời gian nhiều, thực sự không có thời gian, cũng không phải làm lụng gì nhiều mà ở dưới đó niệm Phật. Thời gian của thầy là bữa nay dành để niệm Phật nhiều hơn, ít có đi đâu làm gì cả. Nhưng hôm nay cái tình pháp lữ thảy ra đi, giác nhàn tập trung quý thầy với quý Phật tử đến để mà có vài lời để tưởng thầy vào trong cái áo quan. Quý vị có ai không mặc cái áo này không? Có ai cần không thầy cho trước? Người ta nói một câu là cái gì? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tính đủ thứ hết trơn, được thì mừng, mất thì khóc thì buồn. Nhưng mà nhìn lại mình chuẩn bị vô quan tài thì còn có gì mà buồn nữa không? Chuẩn bị vô quan tài rồi. Ấn Tổ nói ngày hôm nay là ngày cuối rồi, chuẩn bị vô quan tài rồi. Thì nếu niệm Phật không đắc lực cũng phải đắc lực. Chuẩn bị vô quan tài rồi còn gì nữa? Phải không? Không phải mình tưởng mình chết rồi mình thất vọng, rồi mình ê chề chán chường, không muốn làm gì, không muốn tu, không phải vậy. Mà tưởng mình chuẩn bị chết đó để làm gì? Để mình buông xuống vạn duyên, để mình niệm câu Phật hiệu, để mình về Tây Phương mình sống lâu hơn, hiểu không? Chứ cái người ở cõi này mà thấy mình không có chết, mình kêu mình đang còn sống và không nghĩ đến chết, thì người này lao tâm khổ trí, mệt mỏi tính toán, thì người này phải chết sớm. Thế Ấn Tổ ngài nói ngày nào ngài cũng kêu là ngày cuối, và ngài kêu ngài chuẩn bị chết, mà cuối cùng ngài sống đến 80 tuổi bằng với tuổi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài nhập diệt, đúng không? Đó, còn mình thì gì? Không nghĩ đến chết, cứ nghĩ là mình sẽ sống, rồi bệnh một cái mình phải làm sao cho có thuốc có men để mình sống, mà cuối cùng lại chết. Cái đạo lý nó lạ kỳ cái chỗ này. Không ai dám nghĩ rằng là ngày này ngày cuối hết để buông vạn duyên tu, mà cứ nghĩ ngày này hôm nay là ngày tiếp tục, đến ngày mai, đến ngày mốt, đến bữa kia, đến tháng nọ, đến năm nọ, thì
thì quý vị cứ bươn chải cuộc sống hoài, không tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên để vãng sanh thì quý vị phải chết sớm. Mà chết đó là đau khổ, chưa chuẩn bị đàng hoàng mà. Không chuẩn bị đàng hoàng mà cái người người ta nói ngày hôm nay là ngày cuối, không còn nữa thì họ chuẩn bị rất tươm tất. Phải không? Đó, cho nên ban hộ niệm là ngày nào cũng ở trong phòng hộ niệm là làm phải nghĩ gì? Ngày nào mình cũng chuẩn bị ra đi vô phòng hộ niệm rồi mà. Chứ đừng có nói vô phòng hộ niệm chỉ niệm cho mấy người vô phòng đặc biệt chứ chuẩn bị ra đi. Niệm cho mình á, mình chuẩn bị ra đi á. Hiểu hiểu chỗ này không? Có ai vô phòng hộ niệm mà nói là chuẩn bị mình ra đi không? Có, nhưng mà cũng kêu thôi đi chút nữa đi ăn, chút nữa tính chuyện khác chứ chưa tính quyết định toàn tâm là để đi. Biết ngay mà. Cái người họ muốn đi là họ họ toàn tâm là muốn đi, không còn cái tâm nào khác. Còn mấy bà đi vô hộ niệm nói tôi cũng muốn đi lắm mà không biết ở dưới nhà làm sao giờ đây nữa, con cái nó làm sao đây nữa, rồi tiền để ngân hàng rồi vài bữa làm sao đây nữa. Vậy là chưa tính để đi. Tính cho người ta đi không mà không tính cho mình đi. Coi lại đi. Rồi đi đâu? Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Về tỉnh Thất Quan Âm đi. Vô phòng hộ niệm đi. Vô phòng hộ niệm là mình phải thấy là mình hộ niệm cho người khác cũng chính là hộ niệm cho mình để đi. Phải nghĩ chỗ này. Chứ nhiều người kêu tôi hộ niệm cho họ, sao họ lâu đi quá. Mà khi thấy hộ niệm cho họ, họ lâu đi quá rồi mình chán. Phải không ạ? Rồi thấy sao mình lâu đi quá cũng chán. Cái tâm con người ở cõi này là cái tâm chán, tức là thối chuyển dữ lắm. Bữa nay bao nhiêu người trong ban hộ niệm 100 người cứ 1 ca 20 vô đây là gì? Tôi chuẩn bị đi á. Không à? Cho nên cái nghiệp vô minh si dại của mình là đang sống chưa bệnh mình không muốn đi đâu. Chừng nào bệnh mà duy trì cái thân này không được á, kéo níu cái thân này không được rồi bắt đầu mình muốn đi. Lúc đó không đủ sức để đi nữa. Đang còn khỏe là muốn đi đi. Mà lạ, cái người muốn đi về Tây Phương Cực Lạc, người ta lại có cái phước báu nguyện vãng sanh, người ta lại sống thọ đi á. Chỗ này mới là cái chỗ đặc biệt của cái người niệm Phật vãng sanh. Bây giờ hiểu chỗ này không ạ? Cho nên lúc năm 2016 thì qua thì đưa cái máy cho Hòa Thượng Tịnh Không coi trực tiếp đang hộ niệm. Hòa Thượng nói hỉnh hào là tốt lắm. Thấy không? Nhớ ngàn bữa nay mình vô hộ niệm cho mọi người là hộ niệm cho mình nữa nha. Rồi thôi thỉnh thầy ra. Kính bạch Chư Tôn Đức Tịnh Ni, kính thưa toàn thể quý thầy trong ban trợ niệm, cũng như quý chú và quý Phật tử trong ban trợ niệm, và toàn thể quý Phật tử về đây cộng tu cũng như đang online trực tiếp trên toàn thế giới. Thầy được nghe quý thầy báo lại là Đại Đức đã lên bệnh viện. Thường tỉnh thất của mình khi mà bệnh vẫn đưa bệnh viện, chứ đừng có nghe người khác nói rằng là bệnh bắt vô phòng hộ niệm không cho đi bệnh viện là không có đúng. Thầy quý Phật tử cũng như bản thân giác nhàn đau bệnh vẫn là bệnh viện. Chừng nào bác sĩ nói chữa không được thì bắt đầu mới về phòng hộ niệm, dùng cái pháp phổ trị. A Già Đà dịch là phổ trị. Nếu mà thân này thọ mạng hết, không trị được, không chữa được, thì thuốc A Già Đà này đặc trị về tâm bệnh. Tâm bệnh tức là tiêu trừ phiền não, khôi phục lại cái bản tánh, tánh đức của mình, cái bản giác của mình, để mình đi về Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà sống bên đó. Cho nên Ấn Tổ nói người đời sống chỉ biết ăn uống trai gái, làm lụng, lấy cái thân này giống như thay đi thịt chạy, không có cái tâm hướng thượng để về cõi lành. Cứ nghĩ cõi này là trăm năm là dài, rồi chết mục nát cùng cỏ cây, tâm thức phải bị đọa lạc. Riêng thảy buôn vạn duyên
Về đây mặc áo nâu sòng phát tâm xuất gia, thọ tỳ kheo, niệm Phật cầu vãng sanh. Cho nên Phật lực gia trì lên trên bệnh viện rồi cái là hôm trước đưa thầy về, tới đây là hôm sau thầy ra đi. Chứ không thầy mất cho bệnh viện thì đâu có được một cái duyên lành. Rồi nhiều người sẽ nói sao mà thầy ở trong cái pháp hội có phòng hộ niệm mà lại không được về tại phòng hộ niệm, mất mà mất ở trên Đà Lạt. Đây là một cái duyên lành rất là thù thắng. Cho nên hôm nay Giác Nhàn lên đây, thứ nhất là tiễn đưa thầy vào trong áo quan, đó là tình pháp lữ với nhau. Thứ hai nói đến cái việc để mà lâm chung tiếp dẫn, cái quan trọng nhất là ban hộ niệm. Ấn Tổ ví dụ giống như người trèo núi thì phải có người ở đằng sau đẩy, hai bên hông sóc nách để dìu người ta đi, gọi là trợ niệm, trợ sức cho người đó đi. Còn cái lúc người ta ra đi, thân tâm người ta mệt mỏi, nghiệp chướng nó bao vây, phải cần có người tiếp sức trợ niệm cho họ. Giống như dũng sĩ leo núi cần phải có người để mà trợ sức đi. Nhưng mà khi ở nhà mình là không có người để hộ niệm, bởi vì ở nhà mình không có niệm Phật quen á, rồi khóc lóc dời động, rồi tính toán đủ thứ trước mặt họ. Cho nên Ấn Tổ ví dụ giống như là mình xô người ta xuống giếng, còn hè nhau quăng đá xuống cho người ta chết. Cho nên quý vị ở nhà mà gia đình không biết trợ niệm thì đây là chuyện nguy hại lớn vô cùng. Mà có ban trợ niệm rồi nhưng mà mình không có quyết tâm tu để buông vạn duyên, để muốn liễu sanh thoát tử vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì cái người trợ đó cũng không hữu ích lắm. Là bởi vì là tự thân mình không muốn về, tự thân mình không muốn trèo núi thì người ta ôm quăng lên núi nó cũng rớt xuống. Tự thân của mình muốn trèo núi thì có người hỗ trợ cho mình trèo. Tự lực mình muốn niệm Phật vãng sanh, có người khác hỗ trợ nữa thì rất nhanh. Đây là hai cái điều quan trọng, là tự mình muốn vãng sanh, cần người khác trợ niệm và khai thị. Cái điều thứ ba đó là Phật lực gia trì, lâm chung tam đại yếu. Cho nên hôm nay gia đình hết sức là hoan hỷ khi có một người cha phát Bồ Đề tâm dũng mãnh lên đây tu hành. Có chư tăng Phật tử đông đủ như vậy, lúc mất mà ở nhà thì cái hoàn cảnh này rất là khó có, đúng không? Chứ gia đình không có khóc lóc, không có buồn phiền, không có than phiền. Đặc biệt chư tăng ở đây thì Giác Nhàn từ khi bắt đầu vào, nhận vào, Giác Nhàn nhận vào thì lo hết y áo, rồi cuộc sống ăn uống, bệnh hoạn, sinh hoạt, cho đến lúc lâm chung gia đình không phải bỏ ra một khoản tiền, gia đình và tịnh thất cũng không có đòi một khoản tiền nào hết. Chỉ có tùy hỷ mình có để mình phát tâm, mình cúng dường phóng sanh, in kinh hoặc là trai tăng tùy theo khả năng mình. Không có thôi cũng không sao. Cái này không phải là thầy khoe khoang, nhưng mà cái này là cái quy chế của hộ niệm. Từ ngày Lý Bỉnh Nam Ấn Tổ cũng nói như vậy. Bởi vì mình có một cái giá cả, với hai nữa mình đòi hỏi người khác, dầu cho là quý thầy, dầu cho là Phật tử đi nữa, thì cái đồng tiền đó nó không có bằng cái công đức tiễn đưa người đó về Cực Lạc và làm cho họ, những người sống còn tính tâm với pháp môn niệm Phật. Mà thường người đời người ta thấy cái gì tốn kém là họ mất tính tâm ngay. Cho nên riêng cái vấn đề hộ niệm tại tịnh thất Quan Âm, các thầy không được nhận tiền riêng. Còn những người mà họ tùy hỷ thấy ban hộ niệm cũng như tịnh thất Quan Âm chi phí, họ có khả năng cúng bao nhiêu đó mình nhận và sung vào cái quỹ chung cho đại chúng. Đó là cái quy chế như vậy. Quý thầy như là đại đức này cũng như là các Phật tử cũng thế thôi. Đó là cái quy chế của chư tổ đặt ra, mình không thể phá lệ điều này được. Vì vậy cho nên hôm nay Giác Nhàn lên đây cùng chư tăng và chư ni và quý Phật tử tiễn đưa thầy vào trong áo quan. Thì một người ra đi ở ngoài thế gian á, họ thương nhưng mà họ tiếc, rồi họ khóc lóc, họ buồn phiền, họ dính mắc, họ mê nhiễm. Còn một người ra đi tại tịnh thất Quan Âm, quý thầy rất là thương tiếc, rất là quý kính. Chứ không phải con người không thương như gỗ đá, nhưng mà không có bị mê chấp, không có bị mê nhiễm, không có bị khổ đau. Phật Bồ Tát thương chúng sanh gấp trăm triệu lần cha mẹ thương con, nhưng mà Phật Bồ Tát không khổ đau. Bởi vì Ngài lấy cái tâm bình đẳng, cái tâm không ái nhiễm Ngài thương.
vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, ngày ngày thương. Còn mình lấy cái tâm và ích kỷ mình thương cho nên mình có khổ đau, đúng không? Chư Tăng cũng vậy, rất là thương tiếc nhưng mà không khổ đau. Khổ đau đó là cái sự dính mắc để mình làm họ huệ lụy và làm họ không có được tái sanh hoặc là vãng sanh. Cái tội này lớn lắm. Vì vậy cho nên là cái việc mà hộ niệm, quý vị phải nghe những vị thầy khai thị và thường xuyên đi hộ niệm và thường xuyên nghe những người nhắc nhở về hộ niệm, thì cái si mê của mình nó lột từ từ ra. Lúc đó mình mới biết để trợ niệm như thế nào là đúng và thương người ra đi như thế nào là đúng. Ở thế gian họ thương, họ khóc lóc, họ xây cái mồ cho thiệt lớn, rồi họ mời nhiều người tới ăn uống, họ đãi đằng thịt thà để họ tỏ ra cái vẻ tình thương cho mọi người biết. Ấn Tổ nói tình thương là tình thương giả mạo, bên ngoài thế tục không quan trọng, gây hại. Còn tình thương mà chân thật niệm Phật cho họ, hoan hỷ làm tất cả những phước báu. Ví dụ như mình không có tiền thì mình ăn chay trường, hoặc ăn chay 49 ngày, hoặc ăn chay 100 ngày, hoặc 1 năm. Gia đình hiểu không? Đó là mình thương. Chứ còn mình lên mình thăm chút xíu rồi về mình vẫn gây những tội lỗi, làm cho cái tội đó cha mình cũng ảnh hưởng. Thứ hai nữa, mình cũng ăn thịt, ăn thà, giết hại chúng sanh thì gia đình mình ảnh hưởng hết. Thì không phải là thương. Dầu cho mình xây cái mồ lớn thì cái đó cũng vô nghĩa. Cho nên cái đạo lý mà mái chèo lâm chung của Ấn Tổ nói rất là xác thực, hay. Nên gia đình nhiều lúc không có lên trên này, không có hiểu. Hôm nay lên nhân cái tiện này, đó là cái biểu pháp mà khi thầy tu rồi, khi thầy mất thì gia đình lên đây. Chứ nếu mà thầy không tu, thầy ở nhà, thầy mất thì gia đình đâu lên đây nghe những đạo lý này, đúng không? Nên hôm nay thì Giác Nhàn rất là hoan hỷ khi nhìn thầy với vẻ mặt không có quyến luyến. Người quyến luyến đó họ hả họng, họ trợn mắt, mặt mày họ nhìn khê ghê gốm, ghê tổm lắm. Do bình thời họ bị dướng mắt quá đi, lúc lâm chung họ hiện tướng. Cho nên Ấn Tổ nói bình thường thì giấu được hết, trong mình nó có tham sân si ác độc, giết người cướp của, giấu được hết trong đó. Nhưng lúc lâm chung không giấu được. Bây giờ đó, mỗi người có mỗi cảnh, mỗi nghiệp báo, giấu được hết, nằm trong đó, không nói đâu ai biết, đúng không? Nhưng khi mất không nói mà nó lộ ra vẻ bên ngoài, lộ vẻ, khi mất không thể nào giấu được hết, hiện trên gương mặt rõ ràng luôn. Cho những người mà khi mất mà gương mặt họ hoan hỷ, giống như người còn sống mỉm cười, mắt nhắm nhẹ nhàng ra đi, thì người này không dính mắt, người này là về cảnh lành chắc chắn, phải không ạ? Thì thôi, Giác Nhàn chỉ nói vài lời như vậy, rồi với thầy kiểm tra thổi tướng một chút xíu ha. Xong rồi thỉnh thầy vào trong áo quan. Đi vượt mà thân thể tay chân mềm mại, thực sự mà nói thì có nhiều người để càng lâu càng cứng. Cái gì thấy thầy hoan hỷ mềm mại không ạ? Rồi những người mà niệm Phật khi ra đi để 24 tiếng không có hôi, mà người mà đắc lực niệm Phật nữa thì mùi thơm khắp cả nhà mấy ngày luôn. Cho nên thành ra đây là một cái pháp duyên mà thầy đã để lại một cái biểu pháp, nhất là con cái hoan hỷ, tay chân mềm mại, thổi tướng đẹp, không uổng phí một đời tu và không uổng phí một đời người. Một đời người mình nếu mà không có niệm Phật thì sanh ra làm con người uổng phí lắm. Vì sao vậy? Vì không niệm Phật thì phải niệm tham sân si phiền não, rồi chết giống như cỏ cây mục nát, rồi thân thì như cỏ cây mục nát, tâm thì bị đọa lạc, thiệt là đáng thương. Riêng thầy giờ đây Giác Nhàn mới nhìn mới nhớ, thầy hay ngồi ghi ở sớ cầu an, cầu siêu, rồi thâu tiền cho Tam Bảo. Cái công này cũng lớn lắm à. Được. Thôi giờ thỉnh thầy vào bên trong. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam
mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thầy có đề vài điều dặn dò. Thứ nhất, về cả gia đình phát tâm ăn chay ít nhất là 49 ngày ăn chay trường luôn. Đừng có giết con gì trong nhà. Có tiền mình mua mấy con súc sanh, con thú như con cá, con tôm, con cua á, đi thả nó đi để hồi hướng cho cha mình, cho thầy ha. Đó là công đức thù thắng. Mỗi đêm tụng kinh Di Đà, nó ngắn gọn á, trì chú đại bi rồi niệm Phật để hồi hướng. Nhất là trong vòng 3 năm á, là cố gắng đừng có kình cãi gì hết. Trong mang tang 3 năm á, đừng có kình cãi, rồi kình lộn, rồi bực tức, rồi sân hận, rồi gây tạo nghiệp ác á. Thì cha mình cũng buồn dữ lắm, biết không? Nên ra trong gia đình cố gắng về để ăn chay, phóng sanh, niệm Phật, tụng kinh nha. Rồi, thì trong thời gian bữa nay thứ ba, cố gắng rảnh cái là vô niệm Phật, chứ đừng ở bên ngoài. Niệm cho quen, không quen đi theo mấy người trong này đó. Thì trong cái co thứ ba, thứ tư, thứ năm đưa ông cụ vô đài hỏa táng rồi. Đưa thầy vô đài hỏa táng đâu có thấy xác thân nữa đâu. Giờ rảnh là mình lên mình niệm, chứ không phải là quý ban trợ niệm niệm không. Mình phải niệm nữa. Liên tục mệt thì ra nghỉ, đói ăn cơm vô niệm tiếp. Giờ trước giờ mình không có quen, nhưng mà mình làm một hai, nay ngày mai nó quen ha. Nên ở lại để mà lo ha. Có tan phát vô cho mọi người đem. Giới hương định hương giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đài biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm Kỷ Hợi 2019 tại tỉnh Thất Quan Âm tổ chức cộng tu một ngày. Chư vị Phật tử hôm nay phát Bồ Đề tâm, bỏ tịnh tài ra để phóng sanh, quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất, châu báu ngọc ngà. Và đáng lẽ chiều hôm nay con cá, con chim, con lươn này bị các cổ nhỏ lông chiên xào nấu nướng đau đớn quằn quại khổ hải sinh lên ra, quý vị mua tất cả loài chúng sanh này đem về để phóng sanh, quý vị được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe, sống lâu ít bệnh hoạn. Và giờ đây tất cả các loài chúng sanh này được quy y tam bảo, sám hối nghiệp chướng, được nghe chánh pháp, quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đều đủ trí huệ, sáng suốt, thông minh. Đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Phật dạy. Này tất cả các loài chúng sanh, sở dĩ quý vị mang thân loài súc sanh là nhiều đời nhiều kiếp quý vị đã tạo ra nghiệp tham sân si từ nơi thân khẩu ý, cho nên phước báu quý vị thì cạn mỏng, nghiệp chướng sâu dày, quý vị phải mang thân loài súc sanh sống chết gửi trên giao thớt làm thức ăn cho những người khác. Do quý vị tạo những nghiệp ác, hôm nay quý vị gặp các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Giờ đây quý vị hãy phát Bồ Đề tâm, quy y tam bảo, sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Phụ tử thị giả bác công đức thị tại thiên chân tiên tẩy chúng sanh nghiệp câu trần, biên nhập tỳ lô hoa tạng giới cá trung vô sứ bất siêu luân thị bất tỷ thị diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đảng địch đàn tràng sái khô mộc nhi tác dương sưng khí kế ban nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế thánh phạm vô hiển tổng thanh lương bồ tát liệu đầu cam lồ thủy
năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên câu ế tận quyên trừ phổ sái pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bốn tịnh độ đà la ni. Này các loài chúng sanh kia các người nên nhớ cho khi bỏ thân xuất sanh hướng tâm về tam bảo được trở lại làm người đầy đủ gặp chánh pháp. Cầu bản sanh tịnh độ chứng đường ngôi bất thôi để độ tặng chúng sanh. Nam mô tịnh độ bẩm bồ tát. Nam mô tịnh độ bẩm bồ tát. Nam mô tịnh độ bẩm bồ tát. Ma ha tát chúng sanh đây có bao nhiêu điều dạy rằng các người trước lòng trần tục lắm nên đời này dịp đắm sông mê tối tâm chẳng biết tu trì gây bao tội ác lại về mang thân sông đòi đầy chết thường đau khổ lông vây sừng cơ đỡ được đâu. Lưới bày tên bắn móc câu thả mọi tác càng bắt cùng hơi vung độc lúc đó dù kêu có ai thương hồn còn vẫn quát nấu rang xong đòi muôn phần chết nay ngươi cầm chắc. Cứu cho ngươi được tâm thần đến đây lại được nhờ ân ban bảo vệ ngươi kịp hồi độ quy vọng sông dốc lòng quy pháp quy tăng hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phật lượng túc chung tôn. Ly dục chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quỷ tăng chúng chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quỷ vào không đo địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quỷ phát không đo ngà quỷ. Hôm nay các vị quy y tăng không đọa bằng sanh này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si tự thân miệng nghĩ mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối. Nam mô Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đa Bảo Như Lai. Nam mô Bảo Thắng Như Lai. Nam mô Diệu Sát Thân Như Lai. Nam mô Quảng Bát Thân Như Lai. Nam mô A Di Đà Như Lai. Quy mật lễ A Di Đà Phật. An lành con nay xin phát nguyện vãng sanh cõi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc. Từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phóng sanh con đương thù thắng hành vô biên thắng vương giai hồi hướng bồ nguyện vạn giới chư chúng sanh không vạn vô lượng vạn vô sanh. Chờ biên nam huyền đăng duy hệ giác minh liệu bồ nguyện tài dương thắng tiêu chư thế thế thường anh bồ tát đạo nguyện sẵn tay vương tịnh độ chung. Hoa ca nghiêng hoàng hồ vô sanh văn thôi bồ tát quý bằng lời thuyền di tự công đức vô cạn mơ những tiếng hà đàn chờ chúng sanh giai cộng thành bắt đầu từ quý phật. Chúng sanh a thể theo đạo cả pháp luân vô thường a tự quý pháp linh nguyện chúng sanh a thấu rõ kinh tạng tự bi tăng a linh nguyện chúng sanh a thân ly đại chúng a tất cả không ngại nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ A Di Đà Phật.